Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 246, năm mới. Năm mới ở Sóc Kinh đã nhanh chóng đến gần. Năm ngoái vào dịp cuối năm, Hòa Yến ở Lương Châu Vệ nên không thể trở về. Năm nay, khi sắp sửa lấy chồng, Hòa Tuy đã mua rất nhiều đồ Tết, quyết tâm làm cho nhà cửa thật náo nhiệt để đón Tết. Đáng tiếc là anh vốn không phải người sóc kinh, từ sau khi hòa phu nhân qua đời, người thân trong nhà càng ít qua lại, số người thân có thể ghé thăm cũng không nhiều. Tuy nhiên, hàng xóm lại rất nhiệt tình, thỉnh thoảng mang đến chút hoa quả khô, nhà này nấu sủi cào mang một đĩa, nhà kia ướp thịt cho một miếng. Họ thường nắm tay Hòa Yến nói. Yến Yên à, sau này con về nhà chồng, làm thiếu nãi nãi rồi, đừng quên chúng ta những người hàng xóm này. Khi con còn bé, ta còn bế con mà. Đúng đúng, ta còn may quần áo nhỏ cho con nữa mà. Nhờ phúc tiêu giác, năm nay không cần mua thịt cũng đủ dùng. Tuy nhiên, Hòa Yến vẫn tự bỏ tiền ra mua vài thứ, nhờ người mang đến cho vương bá và tặng quà Tết cho mấy vị giáo đầu. Họ ở ngoài thành trong doanh trại, Tết cũng chỉ có thể cùng binh sĩ đón Tết. Ngày mùng 10 nàng sẽ xuất giá, Hòa Yến muốn tiêu giác cho phép họ đến dự tiệc cưới. Thạch Đầu và những người bạn từ Lương Châu Vệ đã cùng nàng đến tận bây giờ, nàng muốn mời họ đến dự tiệc cưới của mình. Từ sau lần gặp sở chiêu cùng tiêu giác xuất hiện, mấy ngày nay, nàng không gặp lại tiêu giác. Chắc là anh bận rộn với vụ án ở Minh Thủy. Trời dần tối, từ xa có thể nghe thấy tiếng pháo hoa. Tối nay không có tuyết rơi, bầu trời sáng sủa, hòa tuy đặt bàn ra sân và gọi hòa yến cùng mọi người đến dùng bữa hòa yến định giúp chuẩn bị bữa cơm tất niên nhưng bị hòa tuy từ chối ông nói năm thoáng qua một cái ngươi liền phải xuất giá rồi làm sao còn nhường ngươi lao động ngồi yến yến ngươi chỉ cần ngồi ăn thôi hòa vân sinh lén liếc mắt một bàn đầy thức ăn ngoài thanh mai chỉ có ba người nhưng lại đặt bốn đôi bát đũa đôi bát đũa trống kia là để tưởng nhớ hòa phu nhân đã qua đời hòa tuy rót mỗi người một chén rượu ngọt đây là phong tục khi ông còn làm hộ vệ Chủ nhà tiễn ông bằng rượu ngọt. Hòa tuy nâng chen uống một ngủ, nhìn đôi bát đũa trống, ánh mắt dịu lại và xúc động nói. Nếu như A Tuệ còn sống, thấy Yến Yến thành thân, không biết bà sẽ vui biết bao nhiêu. A Tuệ. Chính là Hòa Phu Nhân đã qua đời. Trong lòng Hòa Yến có chút khổ sở, Hòa Nhị Tiểu Thư thật sự đã không còn. Nhưng điều nàng có thể làm bây giờ là thay thế Hòa Nhị Tiểu Thư sống tốt, bảo vệ Hòa Tuy, Hòa Vân Sinh và Thanh Mai. Cha ngày vui cũng không cần nói những thứ này đi. Hòa Vân sinh nhướng mày, lại nói, có khi chính mẹ ở trên trời làm thần tiên phù hộ chị con, mới khiến chị thuận lợi lấy chồng. Cha xem chị bộ dạng này, nếu không có ông trời phù hộ, con nghĩ chị chỉ có thể ở nhà cãi nhau với con, không ai muốn cưới chị đâu. Hòa Yến cười nhìn hắn. Vâng vâng vâng, nhưng mà Vân sinh à, em cũng không còn nhỏ, không biết sau này em sẽ cưới cô nương như thế nào. Cô nương người ta có vui lòng coi trọng em không? tính tình này của em mà không sửa đổi chút, không chừng sau này chỉ có thể ở nhà cãi nhau với Hương Hương thôi. Chị nói năng bậy bạ, em. Hòa Vân sinh tức thì phản bác. Hòa Yến chống cầm xích lại gần. À, vậy có phải em đã có cô nương ưa thích? Nói nghe thử xem. Trong chuyện cãi nhau này, Hòa Vân sinh chưa bao giờ thắng nổi Hòa Yến, liền tức giận quay đầu tìm Hòa Tuy. Cha, cha xem chị Yến kìa, chị con nói cũng không sai mà. Hòa Tuy luôn đứng về phía Hòa Yến con tốt nhất học theo anh rể con một chút. Hỏa Yến đang cúi đầu nhấm nháp rượu, nghe vậy suýt bị sặc, từ. Tỷ phu. Này, nói ra lại rất trôi chảy. Hỏa Vân sinh cười trên nỗi đau của người khác nhìn nàng, thanh mai thì che miệng cười khẽ. Được rồi, được rồi, không nói những thứ này nữa. Hỏa tuy nâng chén rượu nhỏ. Năm mới, hy vọng chúng ta đều cắt tường như ý, chuyện tốt liên tục. Trên bầu trời đêm xa xa có thể thấy pháo hoa rực rỡ năm mới sắp đến. Hòa tuy không cho phép Hòa Yến uống nhiều rượu, Hòa Yến cũng chỉ uống một chén nhỏ, có ý nghĩa là được rồi. Nhưng Hòa Vân Sinh lại uống không ít, ban đầu nói cả nhà cùng nhau đón giao thừa, nhưng hai cha con này còn chưa tới giờ đã gục xuống. Hòa Yến và Thanh Mai tốn không ít sức mới đưa hai người họ về giường, sau đó quay lại phòng chính, đốt lò sưởi. Thanh Mai xoa xoa đôi bàn tay, nói. Không ngờ thiếu gia và lão gia lại say sớm như vậy. Hỏa Yến giờ khóc giờ cười, Hòa Vân Sinh nói đón giao thừa, nhưng lại ngủ say, thôi, coi như giúp hắn đón giao thừa vậy. Em muốn ăn không? Hỏa Yến đưa một quả quýt đã nướng chín cho Thanh Mai. Thanh Mai nhận lấy, lột vỏ quýt, bỏ một muối vào miệng. Hòa ra ra không coi Thanh Mai là hạ nhân, không có nhiều quy tắc chủ tớ như nhà giàu sang. Quýt hơi chua, Thanh Mai nhăn mặt, nuốt xuống rồi nói. Trước kia không cảm thấy, hôm nay ăn Tết, cảm giác nhà cửa vắng vẻ. Lão gia và thiếu gia không có ở đây, chỉ có cô nương và em. Nhìn nhà khác, ai ai cũng vui vẻ hòa thuận, náo nhiệt vô cùng. Hỏa Yến không thấy điều này có gì không tốt, nàng ở một mình nhiều rồi, nhưng không thẫn thờ như Thanh Mai. Nàng nhìn Thanh Mai, gật đầu nói. Nên gọi xích ô tới. Thanh Mai ngạc nhiên. Điều này có liên quan gì đến xích ô thị vệ? Có chứ. Hỏa Yến cũng cầm một quả quýt, vừa ăn vừa nói hắn thời gian trước ngày nào cũng ở đây, em không nói quạnh quẽ, bây giờ hắn không ở đây, em liền nói quạnh quẽ. Em nhớ hắn đấy. Thanh Mai ngẩn người, lập tức phủ nhận. Em không có, cô nương đừng nói bậy, thật ra cũng không có gì. Hỏa Yến đặt vỏ quyết lên lò sưởi bên cạnh để nướng, mùi thơm ngát lập tức lan tỏa. Sau khi ta về nhà tiêu ra, nhà chúng ta chỉ còn mình em, đương nhiên muốn đi cùng. Khi đó em và Sích Ô gặp nhau hàng ngày, không còn thấy quạnh quẽ nữa cô nương thanh mai vội vàng nói em không có ý đó ta thấy xích ô cũng không tệ Hỏa yến cô ý đùa anh ta khỏe mạnh lại là người của cửu kỳ doanh sau này không chừng còn có thể làm quan hơn nữa anh ta rất nghe lời em ta thấy em bảo anh ta quét sắc cũng làm phơi quần áo cũng phơi nếu không có ý với em anh ta đâu có làm vậy cô nương thanh mai tức giận mặt đỏ bừng lập tức đứng lên không ăn quýt nữa cũng không đón giao thừa chỉ nói em không có ý đó cô nương đừng nói lung tung em và xích ô thị vệ không có gì nàng đặt lại quả quyết và chạy đi ờ hỏa yến hỏi với theo không đón giao thừa sao không thủ hỏa yến có chút hối hận dường như không nên đùa nàng như vậy giờ thì chỉ có mình nàng đón giao thừa nàng nhặt quả quyết thanh mai vừa bỏ lại tung tung vài lần thở dài miệng nói không lòng nghĩ con bé này có tiếng người vang lên ngươi lại hiểu nhiều quá nhỉ hỏa yến quay lại thấy tiêu giác đang đứng dựa vào cổng ôm ngực nhìn nàng với vẻ mặt như cười mà không phải cười tiêu giác nàng mừng rỡ sao ngươi lại tới đây rồi liếc nhìn ra ngoài ngươi vào thẳng sao ta gõ cửa mà tiêu giác vừa bước vào vừa nói nhà các ngươi không có thị vệ gõ cửa hay không cũng không khác biệt lớn điều này cũng đúng hỏa yến kéo hắn ngồi xuống bên cạnh lò sưởi nhét vào tay hắn một quả quýt. Ăn không? Tiêu giác nhận lấy quả quýt, chỉ cầm trong tay, không ăn. Ngươi sao lại đến đây? Hỏa Yến hỏi. Không ở quý phủ bồi đại ca và tẩu tẩu sao? Đã ăn cơm tất nhiên, đến nhìn ngươi một chút. Hắn nói, rồi nhìn quanh một lần, hỏi. Cha ngươi và đệ đệ đâu? Đừng nói nữa, uống say rồi, ta vừa đưa họ vào nhà ngủ. Nàng nhìn tiêu giác. Nếu ngươi đến trễ một chút, ta cũng đi ngủ rồi tiêu giác. Ngươi đang chờ ta, sao có thể ngủ được? Ta đâu có chờ ngươi. Hỏa Yến không hiểu. Tiêu giác nghiêng đầu nhìn nàng, nhạt giọng. À. Một tiếng. Hỏa Yến linh cảm, ngay lập tức nắm lấy tay hắn, chân thành nói. Sao ngươi biết ta đang chờ ngươi? Ta phải đợi đến khi mọi người ngủ mới có thể gặp ngươi. Lúc này không có ai, vừa hay. Tốt cái gì chứ? Vừa hay. Hỏa Yến vốn chỉ bị chuyện, cũng không tiếp tục, vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt hắn sáng rực. Vừa hay, mời ngươi ăn quýt. Hỏa Yến cầm tay hắn, giơ quả quýt lên trước ngực hắn. Tiêu giác nhìn nàng một lúc, nhưng đầu cười khẽ. Hỏa Yến nghĩ mình có thể là loại người vui vẻ, tiêu giác bình thường luôn cao ngạo, nhưng mỗi lần gặp mình đều bị chọc cười, có lẽ đây là một khả năng mà người khác không có. Ngồi trong phòng chán lắm, ngươi có muốn lên nóc nhà ngồi không? Hỏa Yến nhiệt tình mời. Nóc nhà, Hòa Yến nắm tay hắn kéo ra ngoài. Đúng vậy. Nhà Hòa gia không phải là tòa nhà cao cấp, nóc nhà cũng không cao lắm, nhảy nhẹ một cái là lên. Nàng và Tiêu Giác ngồi cạnh nhau, hai tay chống sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đêm giao thừa ở kinh thành, khắp nơi pháo hoa rực rỡ, tuy ở xa không thấy rõ, chỉ thấy những điểm sáng như dòng chảy, thỉnh thoảng lóe lên. Hồi nhỏ, khi chưa vào quân doanh, ta rất thích leo nóc nhà. Hòa Yến kể nóc nhà hòa ra cao hơn chỗ này, khi đó ta còn chưa giỏi võ, chỉ có thể mượn thang. Có lần leo được nửa thì ngã xuống, sợ bị đại phu nhân phát hiện, không dám kêu, sau đó lưng đau mấy ngày. Tiêu giác hỏi. Sao ngươi thích leo nóc nhà? Vì nó đủ cao. Hỏa yến làm tư thế bắn tên. Leo lên đủ cao, có thể chạm trời ôm trăng, hái sao? Hắn cười. Trẻ con, ai lúc nhỏ không trẻ con? Hỏa Yến phản bác. Lại nói, đã nhiều năm rồi ta không leo nóc nhà. Từ khi nhập ngũ, ở trong quân doanh toàn liều trại, không có nóc nhà mà leo, sau khi xuất giá, lại càng không nói đến. Giờ nghĩ lại, leo nóc nhà là chuyện từ rất lâu rồi. Nếu ngươi muốn, tiêu giáp nói, nóc nhà tiêu ra, sẽ dành cho ngươi. Hỏa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, thăm dò. Lấy chồng rồi vẫn được leo. Được, dắt ngươi cùng leo cũng được. Được, ôm ăn tiêu giác ngắt lời nàng ngươi muốn làm gì cũng được hỏa yến nháy mắt cúi đầu cười nụ cười không giấu được như những bong bóng nước cứ lan ra từng vòng từng vòng tiêu giác liếc nhìn nàng dường như không nói gì sau một lúc lâu mới hỏi chỉ leo một nóc nhà mà vui thế sao đương nhiên rồi hỏa yến trả lời ta dễ hài lòng lắm chẳng có hứng thú gì đắt đỏ chỉ cần có ăn có mặc và có nóc nhà để leo là đủ tiêu giác cười không bình luận này! Hỏa Yến chạm tay hắn. Chuyện về dư đảng của từ tướng thế nào rồi? Tiêu giác thu lại nụ cười. Có một phần liên quan đến sở tử lan. Đây là điều Hỏa Yến đã đoán trước, nàng hỏi. Ý ngươi là, việc sở chiêu trước đây quân pháp bất vị thân, là cố ý. Tám chín phần mười. Tiêu giác nhìn về phía xa. Hắn đã thay thế từ kính phủ trong lòng thái tử. Ngươi có biết, Hoàng thượng nhìn nhận thế nào về người ô thác không? Hỏa Yến hỏi. Sau chuyện này, hoàng thượng chắc sẽ không chấp nhận lời cầu hòa của người ô thác nữa, đúng không? Tiêu giác im lặng, một lát sau mới khẽ lắc đầu. Thực ra, Hòa Yến hiểu rằng, việc văn tuyên đế như thế nào, đã không còn quan trọng nhất. Mâu thuẫn giữa thái tử và tứ hoàng tử, vì cái chết của tử kính phủ, sẽ đẩy nhanh kế hoạch, chỉ sợ không bao lâu nữa, cuộc tranh đấu sẽ lộ rõ ra. Tiêu giác và thái tử nghiễm duyên xem như kẻ thù, sau này nếu thật sự muốn, Tất nhiên phải đứng về phía tứ hoàng tử, nhưng danh không chính môn không thuận, nếu hoàng thượng quyết định truyền ngôi, ít nhất cũng phải chịu chút khó khăn. "Đừng lo lắng." Tiêu Giác nói nhạt, "Ta đã nắm chắc." Hoa Yến cười, "Đúng vậy, hôm nay là năm mới, không cần nghĩ đến những chuyện này." Áo cưới đã xong, Tiêu Giác đột nhiên chuyển đề tài, "Mấy ngày nữa, người ta sẽ mang đến phủ." "Mau vậy sao?" Tiêu Giác liếc nhìn nàng, "Chỉ còn chưa đầy 10 ngày là thành thân, chỗ nào nhanh." hỏa yến cười nói dù là thế nhưng mà ngày thường không để ý nghe hắn nói vậy đột nhiên có chút cảm giác lo lắng khi sắp đến ngày cưới từ hôm nay ta sẽ không gặp ngươi nữa hỏa yến hỏi vì sao vợ chồng sắp cưới trước ngày thành thân không thể gặp nhau tiêu giác trả lời hỏa yến nói nhỏ ngày thường đâu thấy ngươi tuân thủ quy củ như vậy tiêu giác nhướng mày ý ta là hỏa yến nắm tay hắn thành thật nói Ngươi nói đúng, nên như thế, có người lo liệu mọi thứ tốt như vậy, ta rất yên tâm. Giờ nàng mới hiểu, tiêu giác là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói vài lời ngọt ngào, hắn sẽ vui. Biết thế này dễ dỗ, hỏa yến nghĩ, lúc trước ở hiền xương quán, nên ôm chân định hắn nhiều hơn, có khi ngoài kiếm thuật, còn được chỉ điểm cả đao thuật và cưỡi ngựa. Nàng diễn xuất vụng về, nhưng tiêu giác chỉ nhìn tay bị hỏa yến nắm, dừng một chút, rồi nắm tay nàng vào lòng bàn tay mình. Hòa Yến. Hắn gọi tên nàng. Dạ, năm mới vui vẻ. Hắn nói nhẹ nhàng, đôi mắt đen chứa đầy ánh sáng đêm, còn rung động hơn cả pháo hoa. Hòa Yến ngỡ ngàng một chút. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực, nàng đột nhiên cảm thấy năm mới này thật đặc biệt. Không có chi. Nàng nghiêng đầu, tựa vào vai tiêu giác, cọ sát mạnh. Ngươi cũng năm mới vui vẻ. Cuối con đường, từ xa vọng lại tiếng pháo cửa từng nhà đều dán câu đối xuân mới phủ thạch tấn bá năm nay lại đặc biệt điều hưu theo kế hoạch lúc này sở ra nên đón cô dâu là thời gian hảo sự thành xong nhưng không ngờ trước đó không lâu từ ra gặp chuyện sau đó sở ra cũng gặp rắc rối mặc dù cuối cùng sở chiêu quân pháp bất vị thân tạm thời thoát nạn nhưng thạch tấn bá vì liên quan đến từ ra từ người được khen ngợi trở thành trò cười trong kinh sở lâm phong buồn bã suốt cuối năm không ra khỏi cửa trong phủ cũng không có chút không khí mừng, rất điều hưu. Viện tử của sở chiêu lại càng yên tĩnh hơn. Từ phinh đình mới tới vài ngày, biết được chân tướng cái chết của từ kính phủ, ngày ngày trong viện mắng chửi sở chiêu vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ơn. Sau bị trong viện dậy, quy cổ, vài ngày, bà liền im lặng hơn nhiều, nhưng như vậy, chút náo nhiệt duy nhất trong viện cũng biến mất. Sở chiêu ngồi trong phòng, nghe tiếng pháo hoa xa xăm, cổng lớn bên ngoài và bên trong như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có người phía sau tiến đến, gã sai vật nói. Tứ công tử, có tin từ cô nương ứng hương. Sở chiêu nhận tin, nhìn một lúc, rồi thả trên ánh đèn, để ngọn lửa dần dần đốt hết. Trên bàn có một khối đá kỳ lạ, bằng phẳng như lòng bàn tay, nhìn kỹ giống hình con ngựa, nhưng chỗ gãy trông thô giáp và không đều. Nó không hợp với những bài trí khác trên bàn. Ánh mắt sở chiêu dừng lại trên khối đá, sắc mặt dần trở nên xa xăm. Gã sai vật do so dự một lúc, cuối cùng không kìm được mở miệng. tứ công tử ngày đó gặp hòa cô nương, sao không dùng hứa đại nái nái làm mồi nhử giữ hòa cô nương lại? Hòa yến quý trọng hòa tâm ảnh như vậy, nếu dùng hòa tâm ảnh uy hiếp, chưa chắc hòa yến và tiêu giác đã thành hôn. không cần. Sở chiêu trả lời. Gã sai vật không hiểu, nhìn người trước mặt, nam tử ngồi một mình trước bàn. Ánh đèn yếu ớt làm tôn lên dáng vẻ gầy gò và cô độc của hắn. Trong đại trạch viện này, như thể chỉ có hắn, mãi mãi ngồi một mình nơi đây. Nàng là người có thể nắm vững vận mệnh của mình. Sau một hồi lâu, Sở Chiêu mới mỉm cười nói, "Không ai có thể uy hiếp nàng, ta không thể, Tiêu Hoài cần không thể, Hòa Tâm ảnh càng không thể." Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh chợ đêm ở Tế Dương thủy thành, thiếu nữ mắt sáng đi trên phố, giữa biển người đông đúc, đèn lồng sáng như ban ngày. Nàng đứng đó, khác biệt với mọi người, như cánh đại bàng muốn bay lên, chỉ cần nhìn là hiểu, nàng hướng tới bầu trời, không phải lồng giam. Hắn không thể nắm vững vận mệnh của mình, vì thế mới bị ma xui quỷ khiến, bị nàng hấp dẫn một cách vô vọng, nhưng nhất định sẽ bị bỏ rơi. Vì như nàng nói, họ không cùng một con đường. Từ trước đến nay đều không phải. Chương 247, xuất giá 1. Thời gian trôi qua, thoạt nhìn có lúc rất chậm, có lúc lại rất nhanh nháy mắt đã đến ngày Hòa Yến xuất giá. Sáng sớm, Hạ Thừa Tú đã ngồi xe ngựa đến, Hòa gia ở Sóc Kinh rất ít thân thích, những năm gần đây vì Hòa phu nhân qua đời nên cũng không qua lại nhiều. Vì sợ không có nữ quyến giúp đỡ, Tiêu Giác đã nói với Yến Hạ mời Hạ Thừa Tú đến giúp. Yến Hạ tất nhiên là rất không muốn, nhưng Hạ Thừa Tú lại dễ nói chuyện nên đến rất sớm. Cô ấy vừa chải tóc cho Hòa Yến vừa cười nói. Hòa cô nương cứ yên tâm, hôm nay nhất định sẽ làm cho cô trở thành tân nương xinh đẹp nhất sóc kinh. Hỏa Yến cười nói. Xinh đẹp hay không thật ra cũng không quan trọng lắm. Cũng đúng. Hạ thừa tú để lược xuống. Chỉ cần tiêu đô đốc thấy đẹp là được. Hỏa Yến không khỏi cảm thấy dùng mình. Thanh Mai mang hộp đến, nói. Cô nương, trước tiên hãy thay áo cưới. Y phục được tiêu ra gửi tới vào chiều tối hôm qua. Lúc đó hơi trễ, Hỏa Yến chỉ thử qua loa để xác định vừa người. Bây giờ, khi hộp vừa mở ra, hạ thừa tú liền kinh ngạc kêu lên một tiếng Hỏa yến ngạc nhiên hỏi sao vậy cái này thêu thùa hạ thừa tú nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn giống như là ngũ trang thêu của đại ngụy đã thất truyền ngũ trang thêu là gì thanh mai cũng rất thắc mắc đó là một tiệm vải nổi danh với kỹ thuật thêu từ xưa nhưng sau này đã biến mất năm đó con gái của chủ tiệm là như tinh ngương tử với tay nghề thêu điêu luyện ngay cả các quý nhân trong cung cũng khó có được một tấm vải thêu của nàng Hạ thừa tú cười nói. Tiêu đô đốc không biết từ đâu tìm được thợ thêu để làm cái áo cưới này, có thể thấy là rất có lòng. Hỏa Yến liền giật mình, ôm áo cưới ra khỏi hộp. Thanh Mai giúp Hỏa Yến mặc áo, y phục này mặc vào không dễ dàng, phải cần cả Hạ Thừa Tú và Thanh Mai cùng giúp, mất hơn nửa ngày mới mặc xong. Lúc này, Hỏa Yến vẫn chưa vấn tóc, Thanh Mai cười hì hì lấy chiếc mũ phượng bên trong hộp ra, đeo thử lên đầu Hỏa Yến. Cô nương xem trước một chút cái này, Hỏa Yến nhìn vào gương, chiếc mũ phượng này không giống như của các quý tộc nữ khác, không dùng kim ngọc làm nền hay khảm đầy phỉ thúy, mà trông rất tinh xảo, dường như làm từ lụa mỏng như cánh ve. Trên mũ được điểm xuyết đầy hồng ngọc và chân châu, đội lên đầu như lồng một tầng dạng mây đỏ, bên tai xuyết tinh châu, làm khuôn mặt nàng trở nên trắng nõn và tú lệ hơn. Cô nương thật sự rất đẹp. Thanh Mai nhìn mà ngẩn ngơ, nàng từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Hòa Yến, biết rõ Hòa Yến xinh đẹp, nhưng hôm nay, nàng ấy giống như viên ngọc được lau sạch bụi, khiến người ta phải kinh ngạc. Tiêu đô đốc thật sự biết chọn áo cưới. Hạ thừa tú cũng ngẩn người, sau một lúc mới cười nói. Trong thành sóc kinh những năm qua, nếu nói về áo cưới, không ai sánh được với hòa cô nương. Hòa Yến cũng thấy áo cưới này rất đẹp, nhưng tiếc là nàng không có tài năng trong việc sáng tác thơ văn, không thể khen ngợi bằng những từ ngữ đẹp đẽ, đành phải thầm nói. Tốt. Trong lòng, năm đó khi xuất giá ở Hòa Gia, áo cưới cũng quý giá và vừa vặn, nhưng mặc vào, Hòa Yến lại cảm thấy không được tự nhiên. Sau này suy nghĩ lại, chiếc áo cưới đó quá đẹp và quyến rũ, hoàn toàn khác biệt với khí chất của nàng. Nhưng lúc này, nhìn vào gương, từ đầu đến chân, tất cả đều phù hợp hoàn hảo với nàng. Ngươi ngồi xuống trước, hạ thừa tú lấy mũ phượng xuống. Ta sẽ trải đầu cho ngươi trước, sau đó mới đội mũ phượng lên, sẽ đẹp hơn. Hỏa Yến ngồi xuống ghế theo lời hạ thừa tú nhìn nàng trải đầu cho mình. Thanh Mai cầm hộp trang sức đứng bên cạnh, thỉnh thoảng đưa cho Hạ Thừa Tú những chiếc châm cài, bỗng cảm thấy có chút lạc lõng. Từ nay về sau, cô nương sẽ phải búi tóc, thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi thành thân, Hòa Yến tất nhiên phải búi tóc như người phụ nữ đã có chồng, nhưng năm đó, trong căn nhà nhỏ này, Hòa Yến vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thanh Mai còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô nương của mình, khi đó Hòa Tuy đưa Thanh Mai về Hòa ra, Thanh Mai thấy một cô bé tóc rối bù đứng ở cửa, hùng hổ nhìn mình, muốn hòa tuy đuổi mình đi. Thanh Mai chịu đựng sự lo lắng trong lòng, rụt rè tiến lên nói: "Cô nương, đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ sẽ chải đầu. Một lần chải đầu đã kéo dài nhiều năm như vậy. Trong gương, mái tóc dài của nữ tử được chải mượt mà như tơ lụa, dưới bàn tay khéo léo của hạ thừa tú được kéo lên nhẹ nhàng, cài thêm những chiếc châm ngọc, hoa lụa, mã não, bạc." Hạ thừa tú trải đầu rất tận tâm, như đang trang điểm cho một bông hoa sắp nở, mong muốn mang tất cả vẻ đẹp, sự tốt lành dành cho nàng. Trong gương, từ không trang điểm đến lúc khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, dung nhan của nàng dần dần hiện rõ. Hỏa Yến có chút hoàng hốt nhìn người trong gương, nàng không ngờ rằng một nữ tử xuất giá lại có thể đẹp đến vậy. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa nhẹ nhàng, Thanh Mai đi mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, hơi nghi hoặc hỏi. Ngài, Hòa tiểu thư. Hòa yến ngẩn người, sau đó liền đứng dậy. Hòa tâm ảnh từ sau cửa bước vào, có vẻ hơi khẩn trương. Trước tiên nhìn hòa yến, giật mình, mãi đến khi hạ thừa tú nhẹ giọng hỏi. Cô nương. Nàng mới phản ứng lại. Ta nghe nói hôm nay hòa cô nương xuất giá, muốn đến xem thử. Hòa tâm ảnh cắn môi, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ. Đây là quà mừng của ta. Sau khi nhà ta xảy ra chuyện, không còn gì đáng giá nữa đây là món quà mẹ ta đưa khi ta xuất giá nghe nói là do bà ngoại của ta để lại cho mẹ ta không có gì đáng giá chỉ có món này hòa tâm ảnh dừng lại một chút cúi đầu nói nếu hòa cô nương không chê sau một khắc chiếc hộp được nhận lấy hòa yến cười thật tuyệt hôm nay ta xuất giá mấy đôi khuyên tai ta có đều không đẹp lắm nàng mở hộp ra bên trong là một đôi khuyên tai hình chim phượng ngậm ngọc liền lấy ra đôi khuyên tai này thật vừa vặn rất hợp với áo cưới của ta tâm ảnh nàng gọi thân mật ngươi giúp ta đeo lên đi hòa tâm ảnh sững sờ không chắc chắn hỏi ta thật sao đúng vậy hòa yến kéo tay nàng đặt khuyên tai vào lòng bàn tay nàng ngươi giúp ta đeo lên cũng coi như là chia sẻ niềm vui mặc dù đang vào đông nhưng bàn tay kéo mình lại mang theo sự ấm áp trong chốc lát hòa tâm ảnh cảm thấy trong lòng xót xa hôm nay đến đây nàng đã dồn hết 12 phần dũng khí. Bây giờ nàng là con gái của tội thần, là vợ của tội thần, đi đâu cũng phải chịu ánh mắt khinh miệt của người khác. Đến đây, nàng thật sự lo sợ hòa yến sẽ khinh thường mình. Khó khăn lắm mới thuyết phục được phu nhân, đứng chờ ngoài cửa, nàng do dự mãi mới dám vào. Nhưng lúc này, ánh mắt hòa yến nhìn nàng, như thể nàng không có gì khác biệt với người khác. Hòa tâm ảnh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đeo khuyên tai cho hòa yến, rồi lui lại hai bước, ngắm nhìn người trước mắt, lầm bẩm nói. Hòa cô nương, người thật đẹp. Ánh mắt nàng dần dần tràn đầy nỗi đau, chợt nhớ lại ngày mình xuất giá. Thật ra, khi đó nàng cũng mang trong mình sự khẩn trương và bất an, có chút chờ mong và thẹn thùng. Lúc ấy hòa nhị phu nhân cũng giống như bây giờ, đeo khuyên tai này cho nàng. Khi đó hòa tâm ảnh nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc, nhưng hóa ra hôn nhân đó không thể chịu đựng nổi. Nhìn tân nương trước mắt thật xinh đẹp, hòa tâm ảnh nghĩ nàng thật sự ngưỡng mộ Hòa Yến. Ánh mắt Hòa Yến nhìn thấy ánh mắt Hòa tâm ảnh trở nên mờ mịt, nàng dừng lại một chút, rồi đột nhiên tiến lên một bước, không để ý đến bộ áo cưới phức tạp và tóc búi trên đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Hòa tâm ảnh. Hòa tâm ảnh sướng sờ. Hòa cô nương, sau này, ngươi cũng sẽ đẹp như vậy. Cảm giác ấm áp trước mắt khiến người ta như tìm thấy chỗ dựa, nhưng nàng chỉ biết cúi đầu bối rối, không biết nói gì. Không, ta không có thời gian tốt hơn gia đình liên tiếp gặp biến cố, thân phận đột nhiên thay đổi, khiến thiên kim tiểu thư kiêu ngạo trước đây trở nên tự ti và khiếp đảm. Hỏa Yến trong lòng xót xa, ôm chặt cánh tay hòa tâm ảnh, nói nhỏ. Đừng quên, ngươi là muội muội của phi hồng tướng quân. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục. Cũng là muội muội của ta. Hòa tâm ảnh cảm thấy lòng mình rung động, tần nương buông tay ra, đứng tại chỗ nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng ấm áp thân thiết. Lần đầu tiên ta thấy ngươi là ở Ngọc Hoa Tử, tâm ảnh, người có thể không biết, ngọc hoa tự rất linh thiêng. Phật tổ sẽ phù hộ người thành tâm, nên người nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Nàng nói, hòa tâm ảnh ngẩn ngơ một lúc, sau đó chậm rãi cười, nhìn hòa yến. Được, nếu đã tới. Hòa yến kéo nàng đi. Cũng đến giúp một chút, trong nhà chúng ta thật sự rất ít nữ quyến, thừa tú một mình bận không nổi, tâm ảnh, chỉ sợ làm phiền ngươi một lúc. Hòa tâm ảnh vội vàng khoát tay. Không phiền phức, không phiền phức. Đúng rồi. Nàng dâu mới như nhớ ra điều gì đó, nhìn vào gương cười một tiếng. Sau này, ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ. Rốt cuộc xong chưa? Hòa vân sinh bên ngoài vừa đi qua đi lại, có chút khẩn trương. Gấp gì? Hòa tuy mắng. Tỷ tỷ ngươi đang trang điểm bên trong, tất nhiên phải từ từ. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt ông lại đầy sốt ruột, xiêm y mới may cũng vỏ nhăn nhúm cả. Cả hai đều đã thay áo mới, Hòa Vân Sinh giờ đã cao lớn không ít, mặc y phục mới nhìn cũng là một thiếu niên đẹp trai. Hòa tuy làm vũ phu cả đời, hiếm khi có dịp trang trí tỉ mỉ, nghĩ lại lần cuối cùng mặc trang trọng như vậy có lẽ là khi ông cưới vợ. Thời gian trôi nhanh, bây giờ đến lượt con gái ông xuất giá. Đang nghĩ ngợi, cửa bên trong mở ra, Hạ Thừa Tú và Hòa Tâm Ảnh bước ra, theo sau là Thanh Mai, Hạ Thừa Tú cười nói. Hòa lão ra, Hòa cô nương đã trang điểm xong, các người có thể vào nói chuyện với nàng. À, tốt, cảm ơn hà cô nương. Hòa tuy nghe vậy, không kịp chờ đợi đứng dậy đi vào trong, Hòa Vân Sinh cũng đi theo, Thanh Mai che miệng cười một tiếng, rồi lại theo sau. Hòa Yến quay lại, thấy Hòa Vân Sinh và Hòa tuy đứng trước mặt mình, sững sờ không nói nên lời. Sao rồi? Nàng cẩn thận bước lên một bước, sợ làm rơi châu châm trên đầu, nên chỉ dám ngẩng đầu một chút. Không đẹp sao? Không, 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 đẹp lắm. Hòa tuy lấy lại tinh thần, yến yến rất đẹp ông nói xong đột nhiên nghẹn ngào con thật giống mẹ con từ khi tỉnh lại hòa yến biết rằng hòa tuy và mẹ nàng từng có tình cảm rất tốt và vì nàng giống mẹ nên từ nhỏ đã được cương chiều giờ đây hòa tuy nhìn thấy nàng chắc hẳn là nhớ lại người xưa nàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hòa tuy nhẹ nhàng vỗ vai ông để an ủi cha hòa vân sinh liếc mắt ngày vui mà khóc không sợ xui xẻo sao lại nói hòa yến sao mà giống mẹ con cha cũng quá khoa trương. Câu nói của hắn khiến Hòa Tuy tỉnh lại từ nỗi buồn, Hòa Tuy mắng. Có ai nói như vậy không? Thực sự là vậy mà. Đi đi đi. Hòa Tuy đẩy hắn qua một bên, từ trong tay áo lấy ra một sấp giấy dày. Đây là một ít khế đất và ruộng đất, Yến Yến, con cầm lấy. Hòa Yến ngạc nhiên. Ý cha là gì? Tiêu gia đã đưa xính lễ, ta đã xem qua. Hòa Tuy nói. Nhà chúng ta không thể so sánh với tiêu gia, nhưng của hồi môn của con, dù sao cũng không kém. Cái này không được ghi trong tờ bồi gà, con hãy cất giấu kín, đừng nói cho hoài cần. Sau này nếu gặp khó khăn kinh tế, hoặc thiếu tiền, hãy dùng cái này. Chờ chút, cha. Hòa Yến hỏi. Nhà chúng ta chỉ với xính lễ đã gần hết sạch, làm sao có khế đất và ruộng đất? Hòa Tuy cười đắc ý. Năm đó khi ta và mẹ con thành thân, ta làm ở rể, không có xính lễ, nhưng ông bà ngoại con thương mẹ con, nên cho của hồi môn sau khi mẹ con qua đời ta không động đến một đồng của hồi môn chỉ nghĩ sau này khi con xuất giá một phần để mọi người thấy nhà ta không đến mức bị nhà chồng coi thường một phần khác ông nhét khế đất vào tay hỏa yến con giữ lấy con không phải làm rẻ mà là đi người khác nhà chắc chắn sẽ có lúc cần tiền đừng tìm hoài cần xin cha cho con trong tay có tiền con sẽ vững vàng hơn hỏa yến chưa bao giờ nghĩ rằng hòa tuy một người thô giáp và hay cười lại có tâm tư cẩn thận như vậy. Nàng vừa buồn cười vừa cảm động, nhét lại khế đất vào tay hòa tuy. Cha, con không cần những thứ này, con có bổng lộc, làm sao cũng không đến mức thiếu tiền. Vân sinh hiện giờ cần tiền, giữ lại cho hắn. Con không cần. Không đợi hòa tuy nói, hòa vân sinh đã từ chối. Làm sao nam tử hán lại nghĩ đến lấy tiền nhà, con nếu cần gì sẽ tự mình kiếm, mẹ cho chị thì chị giữ đi. Con, hòa tuy vỗ mạnh khế đất lên bàn, hiếm khi cứng rắn với hỏa yến. Không được, chuyện này phải nghe ta, yến yến, cầm lấy. Nếu con không cầm, ta sẽ không cho con ra khỏi cửa này. Hỏa yến, nàng nói. Được, con nhận. Trong lòng nghĩ, thôi, lần sau gặp mặt sẽ tìm cách trả lại. Hỏa tuy nhìn hỏa yến, cảm khái nói. Năm đó khi mẹ con tắt thở, điều bà lo lắng nhất là các con. Ta đã hứa trước mộ bà, sau này sẽ không tái giá, sẽ nuôi lớn các con yến yến con có kết cục tốt cha như chút được nửa gánh nặng cha muốn kiểm tra đầu con nhưng sợ làm dối tóc con nên chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi rụt tay lại con và mẹ có tính cách rất khác nhau trước kia cha lo con kiêu căng tùy hứng sợ con thiệt thòi nhưng giờ nhìn lại con kiên cường và có chủ ý dù gà không phải tiêu hoài cần mà là người khác con cũng sẽ sống tốt cha tự hào về con hỏa yến nhìn người cha trước mặt tiếp trước nàng chỉ thấy phụ thân lợi dụng và thất vọng bây giờ trời như muốn bù đắp tổn thất cho nàng, đưa đến cho nàng người cha tốt nhất trên đời. Nàng mới biết rằng, hình bóng người cha có thể ôn nhu và mạnh mẽ, lặng lẽ yêu thương con cái như vậy. Cha! Nàng nắm chặt đôi tay trai sản của Hòa Tuy, cười nhẹ nói. Cảm ơn cha, con cũng tự hào về cha. Bên ngoài, tiếng thanh mai truyền vào. Cô nương, đội ngũ đón dâu sắp tới, lão ra, nói xong lời thì mau ra đây, đừng trễ giờ lành. Hòa Tuy buông tay ra nhìn Hòa Yến một chút, có chút lưu luyến không rời, như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nói được một câu. Yến Yến, cha đi ra ngoài trước. Hòa Yến nhẹ gật đầu, Thanh Mai bước tới, bảo Hòa Vân sinh chờ ở cửa, rồi chỉnh lý quần áo cho Hòa Yến, sau đó cẩn thận phủ khăn trùm cho nàng, một tay nắm tay Hòa Yến dẫn đến cửa, vừa đi vừa nói nhỏ. Cô Nương, ngươi tuyệt đối đừng lo lắng, đừng khẩn trương. Khi nói chuyện, giọng của nàng lại khẽ run, Hỏa Yến có chút buồn cười, Nàng là thành thân, không phải đi cứu hỏa, mà hòa ra lại làm như thể sinh ly tử biệt. Đợi đến cửa, chỉ nghe Thanh Mai nói: "Thiếu gia, cô nương đi ra." Tân nương xuất giá, là muốn được huynh đệ cõng lên kiệu hoa, Hòa Vân Sinh nửa ngồi xổm xuống, vội vàng nói: "Lên đi." Hòa Yến trèo lên lưng hắn, thiếu niên trông cao gầy, nhưng lưng lại rộng và ấm áp, Hòa Yến vịn cổ hắn, thừa dịp người khác không nghe thấy, nhỏ giọng hỏi: "Vân Sinh?" buổi sáng ngươi ăn cơm rồi chứ im miệng hòa vân sinh ban đầu còn có chút khẩn trương bị nàng hỏi làm mất hẳn cảm giác thương cảm chỉ nói đã bảo ngươi đừng ăn nhiều nặng muốn chết ta nặng sao hòa yến nhíu mày ngươi ngay cả ta cũng không cóng nổi sau này làm sao cóng cô nương yêu thích của ngươi nếu cô nương kia nặng như ngươi nàng sẽ không trở thành người yêu của ta hòa vân sinh nghiến răng hòa yến khi ta ở lương châu vệ tảng đá nặng như ta ta có thể nâng hai cái cùng lúc. Đệ đệ, nàng thân mật nhắc nhở. Ngươi nên rèn luyện thân thể nhiều hơn, ngươi có thể im lặng không? Hòa Yến, à. một tiếng, quả nhiên im lặng, từ cửa phòng đến kiệu hoa không xa, nhưng Hòa Vân Sinh đi rất chậm. Hòa Yến thực sự im lặng, hắn lại có chút trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn nói. Hòa Yến, gì vậy? Ngươi đến tiêu gia, muốn ăn gì thì ăn, ngươi đã bảo ta ăn ít mà nếu thật muốn ăn thì cứ ăn hòa vân xin trao mày tại nhà mình đã vậy không thể tại nhà người ta còn giữ phép tắc dù sao ngươi hãy coi tiêu ra như nhà mình không làm thiệt thòi bản thân nếu có ai khi dễ ngươi ngươi nói cho ta biết ta dù phải phá cửa tiêu ra cũng sẽ giúp ngươi hỏa yến nằm trên lưng hắn không ai thấy được nàng cười rút dưới khăn trùm cảm ơn nhưng chắc không ai dám khi dễ tỉ tỉ ngươi thực sự có người khi phụ ta ta sẽ tự mình lấy lại danh dự nhưng ngươi... Nàng dạy bảo hòa vân sinh. Sau khi ta đi, ngươi đừng cứ đối nghịch với cha, ông lớn tuổi rồi, ngươi nên nhường ông một chút. Còn nữa, ngươi ở trong học quán nên hào phóng một chút, tỷ tỷ ngươi là mệnh quan triều đình, tỷ phu ngươi là danh tướng đại ngụy, ta không nói tiêu tiền như nước, nhưng thỉnh thoảng giả bộ một chút ăn chơi thiếu ra cũng không sao. Thấy nàng càng nói càng xa đề, hòa vân sinh không biết nói gì, sau một lúc lâu mới nói. Đến nơi rồi. Tiểu hoa gần ngay trước mắt. Hỏa Yến từ trên lưng Hòa Vân sinh xuống, được Thanh Mai và Hạ Thừa Tú đỡ lên kiệu hoa. Đội ngũ đón dâu đã đến, nàng có thể nghe thấy xung quanh người dân bàn tán, có tiếng người lọt vào tai Hỏa Yến. Kìa, đó là tiêu đô đốc, tiêu đô đốc đến rồi, đến rồi, đến rồi, ai nha, dáng rất thật anh Tuấn. Lại có vẻ quý phái, hòa gia nha đầu kia thật may mắn, sao hết lần này đến lần khác lại gặp được duyên tốt như vậy. Nói chứ nhà chúng ta tiểu hoa cũng không kém, họ còn nhận người không? Coi như làm thiếp cũng được, sau này có em bé cũng xinh đẹp. Phi, ngươi nghĩ thật đẹp, nếu thực sự nhận người thì trước không đến lượt nhà ngươi, nhà ta tiểu diệp tử còn là khuê nữ đấy. Hỏa Yến ngồi trong kiệu hoa, nghe người ta nói mà như bị trăm móng vuốt cào vào tim, hận không thể sóc rèm kiệu lên nhìn xem tân lang trông ra sao mà lại được hàng xóm láng giềng ngưỡng mộ như vậy. Thật ra, nàng chưa từng thấy tiêu giác mặc đồ đỏ, không biết liệu anh có phong tư như Nguyệt, mỹ ngọc không tì vết hay không nàng chỉ có thể lén nghe thấy tiếng tiêu giác và hòa tuy lễ bái tạm biệt dường như là trao xính lễ và tặng nhạn rồi sau đó kiệu hoa từ từ đứng lên đi về phía trước đây chính là lúc khởi kiểu kèm theo tiếng kiệu hoa đứng dậy xung quanh liền vang lên tiếng reo hò của trẻ con sóc kinh trong thành phong vân tướng quân cưới vợ không nói đến muôn người đổ xô ra đường nhưng hai bên đường phố đều chật kín người xem lễ Đội đón dâu của Tiêu Gia xuất thủ hào phóng, tiệm tay giải chút tiền mừng, đám trẻ con cười tranh đoạt, phân phát kẹo mừng cho những đứa bạn mới tới. Trầm Hãn và Lương Bình đi đến trên cầu, từ xa đã nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống. Các giáo đầu Lương Châu Vệ, cùng với những người liên can khó được chuẩn giả như Vương Bá, hôm nay có thể tự mình tham gia tiệc mừng của Tiêu Giác và Hòa Yến, lúc này muốn đi theo đội ngũ đón dâu một đường đến Tiêu Phủ. Ta rất muốn xem A Hòa Ca mặc áo cưới trông ra sao. Tiểu Mạch nhìn chăm chăm vào kiệu từ xa đến gần mà không chớp mắt. Còn gọi là A Hòa Ca nữa sao? Hồng Sơn hỏi. Không đổi được. Tiểu Mạch gãi đầu, vương bá hừ một tiếng. Ta vẫn không thể tưởng tượng được nàng mặc áo cưới trông ra sao, cũng chỉ là một nữ thổ phỉ thôi. Sẽ không? Giang Giao cười nói. Hòa Huynh có vẻ đẹp, tự nhiên không giống bình thường. Sắp tới rồi. Hoàng Hùng cũng cười. Nếu không chúng ta cũng đi dành mấy cái tiền mừng dính dính không khí vui mừng. Thúc, người đã bao nhiêu tuổi? Tiểu mạch không nhịn được nói. Dính không khí vui mừng làm gì? Vẫn là để ca ta tới so hơn. Hắn đẩy thạch đầu. Đại ca, ngươi đi giành. Thạch đầu nhìn nghiêm túc, không nói gì. Trong lúc mấy người nói giỡn, có mấy đứa trẻ chạy theo đội đón dâu. Tiền mừng của tiêu gia rất phong phú, sóc kinh trong thành, những nhà nghèo khó đều theo từ đầu đến cuối, giành náo nhiệt cực kỳ. Lúc này, một người đàn ông phía trước vầy một nắm tiền mừng ra, đồng tiền nhảy tung tăng đến bên kiệu hoa, lăn xuống từ trên cầu, một đứa bé gầy gò khon lưng đi nhặt tiền mừng dưới chân người, nhưng hắn quá gầy yếu, bị người khác nhẹ nhàng đẩy, liền ngã ngửa ra sau. Giờ này, đang đứng bên cầu, cột cầu thấp, chỉ nghe đám người kinh hô một tiếng, đứa bé bỗng nhiên rơi xuống cầu. À, đứa bé kia hoảng sợ kêu lên, sau một khắc, có người từ trong kiệu hoa phi thân ra, áo bảo như dạng mây đỏ, một tay Túm lấy đứa bé đang rơi, ôm vào trong ngực, đạp lên lan can cầu, nhanh nhẹn hạ xuống đất. Khăn trùm bay rơi xuống đất, lộ ra gương mặt nàng dâu mới dưới mũ phượng. Tóc đèn bên mai, trang trí vòng tai hổ phách rung động, áo đỏ thêu phượng, cầm tú nghiên trang. Ánh mắt nàng trong trèo, như dòng suối rõ ràng nhất ở Sóc Kinh, mang theo chút nghi hoặc, chút bừng tỉnh, hoàn toàn khác biệt với những tân nương kiêu diễm, xấu hổ và sợ hãi, lại như ánh bình minh trên tuyết rực rỡ sinh huy. Trên cầu dưới cầu, bất chợt yên tĩnh, không biết vì biến cố bất ngờ hay vì dung mạo tân nương dưới khăn trùm khiến người ta kinh ngạc. Nha! Có tiếng người phá vỡ sự yên lặng. Khăn trùm rơi rồi, phải làm sao đây, điểm xấu nha. Hỏa Yến buông tay, đứa bé gây chuyện, nhanh như chớp chạy đi. Nàng đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao, vừa rồi trong kiệu hoa, nghe có người xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách, không chút nghĩ ngợi mà hành động, lại quên mất đây là lúc đón dâu đây có phải là điểm xấu không hỏa yến lo sợ bất an có người bước tới đi đến chỗ khăn trùm rơi trên đất xoay người nhặt khăn lên hỏa yến ngước mắt nhìn lại lần đầu tiên nàng thấy một người mặc lễ phục đỏ thấm nhưng lại trầm lặng và phù hợp như vậy lễ phục đỏ thấm tôn lên vẻ ngọc ngà của người thanh niên từng bước tiến tới hình bóng phong lưu năm đó thiếu niên mỹ lễ cưỡi bạch mã qua năm tháng trôi chảy dần dần trổ mã khí phách anh tú, trong bộ lễ phục tươi tắn, phong thái băng lãnh, quỳnh bội sáng lấp lánh. Hắn tiến từng bước đến gần, đi thẳng đến nữ tử đội mũ phượng trước mặt. Hỏa Yến nhìn hắn, có thể thấy trong đôi mắt dài như nước thu của hắn, một hình ảnh rõ ràng của chính mình. Thiếu ra, một bà tử bên cạnh cả gan tiến lên nói. Khăn chùm đã rơi xuống đất, điểm xấu, thì đã sao? Hắn lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó, hắn tự mình nhặt khăn chùm lên, nhẹ nhàng ôn nhu một lần nữa phủ lên mũ phượng của tân nương. Ánh mắt Hỏa Yến lại bị che kín, nhưng giờ phút này, dù trong bóng tối, nàng vẫn cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng nghe được giọng của Tiêu Giác. Không sao đâu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 248, xuất giá 2. Tình hình biến cố trên đầu cầu không ảnh hưởng đến đội ngũ đón dâu. Kiểu Hoa lại tiếp tục, đoàn người chậm rãi tiến về phía trước. Trầm hãn vừa mới lo lắng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói. Thật là hù chết người, may mà không có chuyện gì. Tổng giáo đầu, ngươi thấy không, hòa, cô nương thật không bị ngã. Lương Bình vuốt cằm nói. Vừa rồi động tác nhanh nhẹn, không hổ là ta huấn luyện. Ngươi huấn luyện binh lính, ngươi đắc ý lắm sao? Trầm hãn liếc nhìn hắn. Ngươi có gan nói lại trước mặt đô đốc không? Cái đó ta không dám. Lương Bình cười ngượng ngùng nói bây giờ không nên gọi hòa cô nương nữa đúng không mã đại mai tiến tới nói nên gọi là thiếu phu nhân không đúng lương bình gãi đầu nàng bây giờ đã có chức vụ chúng ta nên gọi là đại nhân mới đúng vậy thì tiểu hòa đại nhân nghe giống như tên của nam nhân vậy tiểu mạch xoay người nhặt lên một đồng tiền mừng rơi trên mặt đất vừa đứng dậy nghe bên cạnh có một bà lớn nói sao tiêu đô đốc lại tự mình nhặt cái khăn trùm đầu trên mặt đất nhiều điểm xấu thế Đúng đúng, cái đó tân nương còn bị nhìn thấy mặt, cũng không tuân thủ lễ nghi. Nghe nói trước đây chỉ là con gái nhà dân thường, không biết những quy tắc này cũng là dễ hiểu. Nhưng cũng không thể như thế. Này! Một tiếng hét lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy bà phụ nữ, họ quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặt có sẹo, hung dữ nhìn họ, quát. Nếu nàng không ra, thằng nhóc đó đã mất mạng, các người đứng đây nói chuyện nhảm, biết cái gì mà nói. Mấy bà phụ nữ giật mình, bà cầm đầu cố gắng cãi lại. Chúng ta nói chuyện của chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Vương bá. Bá. Một cái rút ra thanh đao bên hông, mấy người đó nhìn thấy, sợ đến mặt tái xanh, không dám cãi với vương bá, quay người bỏ chạy mất dạng. Giang dao ho nhẹ một tiếng. Vương huynh, ngươi không cần dọa các nàng như vậy. Mấy bà đàn bà này chỉ biết nói xấu sau lưng, ta không thích nghe. Vương bá cất thanh đao vào hông, mặt mày hung dữ, quy tắc gì chứ ai đặt ra quy tắc ta nói không có quy tắc này thì không có quy tắc này hắn đã quen bá đảo giang giao chỉ bất đắc dĩ cười cười tiểu mạch lại đồng tình với hắn đúng rồi sao các bà không nói a à, hòa ca vừa cứu người tha thứ cho người ta đi hồng sơn dựa vào lan can cầu cười nói trong sóc kinh có ba cô gái muốn lấy chồng nhất bây giờ một trong ba người đó đã bị a à, hòa ca của các ngươi cưới mất rồi người ta không vui miệng nói bậy cũng là lẽ thường Tha cho họ một chút đi, hòa lão đệ tính tình sen vào việc người khác, dù làm nữ tử cũng không thay đổi. Hoàng hùng lắc đầu thở dài. Gặp người gặp nạn là muốn cứu, không phân biệt hoàn cảnh, ta thấy, hòa đại tiểu thư và lương châu vệ hòa yến cũng không khác nhau. Vương bá hử nhẹ một tiếng. Nếu không như vậy thì không giống nàng, đi thôi. Hắn ôm một nhóm lớn tiền mừng vừa cướp được vào lòng. Đội ngũ đã đi xa. Kiệu hoa di chuyển qua nửa kinh thành, đã đến trước cửa tiêu phủ. Trước khi xuống kiểu, xích hồ đưa cung tên, một thanh niên mặc hỉ phục đến trước kiểu, tay cầm cung lớn, bắn ba mũi tên đỏ vào đáy kiểu, mũi tên cắm chặt vào đáy kiểu, để trừ tà. Bạch mộ vi đỡ hỏa yến từ trong kiểu hoa xuống, trao sợi dây kết đồng tâm đỏ cho tiêu giác và hỏa yến. Hỏa yến che khăn cô dâu, không nhìn thấy gì, từ lâu nàng đã quen với việc không thấy, dù trong bóng tối cũng có thể tự đi lại. Hôm nay, nàng hoàn toàn giao phó bản thân cho người khác, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tin tưởng vào hắn. Nàng dâu mới nắm dây đồng tâm, được sát cẩn thận vượt qua chậu than, đi về phía lễ đường. Trên lễ đường, đã có rất đông người đứng xem náo nhiệt. Lâm song hạc đứng phía trước, mặt mũi tràn đầy nụ cười, Yến Hạ thoáng nhìn thấy, không chịu nổi mở miệng. Ngươi cười cái gì, không biết còn tưởng hôm nay ngươi cưới vợ. Chuyện này còn vui hơn cả ta cưới vợ. Yến Hạ mở quạt nói có chuyện gì làm người ta vui hơn việc bản thân cưới bản thân? Bản thân ngươi, không phải nhiều quá mức sao? Yến Hạ châm chọc hắn. Huynh đệ. Lâm song hạc nhìn hắn. Ngươi cô đơn như vậy, bạn bè cũng không có mấy người, sao lại muốn đến dự tiệc cưới của Hoài Cẩn? Ngươi nghĩ ta muốn đến à? Yến Hạ khinh thường nói. Hòa Yến gửi thiệp cho thừa tú, thừa tú ép ta đến. Ai muốn xem tiêu Hoài Cẩn cưới vợ, ai cũng chưa từng cưới vợ chắc. Hắn liếc qua Lâm song hạc. À, không có ý, suýt nữa quên, ngươi chưa cưới vợ. Ngươi biết gì? Lâm song hạc gặp quạt lại, cười mở miệng. Ta sẽ không vì một đóa hoa mà bỏ cả hoa viên. Yến hạ đáp lại hắn bằng một tiếng cười lạnh. Trong khi trò chuyện, Hòa Yến và Tiêu Giác đã đến trước hương án, nhạc pháo vang lên, hai người trước hướng thần vị và bài vị tổ tiên dâng hương. Sau đó cúi đầu lại, trở lại vị trí cũ, tiếp theo là phu thê tam bái. Cha mẹ Tiêu Gia đều đã qua đời. Bạch Mộ Vi mời bài vị từ đường ra, đợi lại xong trời đất và cha mẹ, hai vợ chồng đối mặt, Hỏa Yến cúi đầu lại xuống, bỗng nhiên, như trải qua một đời dài. Khi đứng dậy, xung quanh lập tức bắt đầu reo hò, xen lẫn tiếng hô to của Trình Lý Tố thích náo nhiệt. Đưa vào động phòng, nhanh lên, cứu cứu nhanh lên tròn khăn cô dâu, ta muốn nhìn cứu mẫu. Tống đào đào có chút nhíu mày. Ngươi nói nhỏ thôi, vì sao nhỏ giọng? Trình lý tố mặt mũi tràn đầy hương phấn chẳng lẽ ngươi không muốn xem cữu mẫu mặc hỷ phục là bộ dáng gì sao? Tống đào đào trong lòng im ắng liếc mắt, nàng xác thực không muốn xem tới, ai muốn thấy mình người trong lòng mũ phượng khăn quàng vai gà cho một người khác. Hết lần này tới lần khác bên cạnh thân còn có cái không hiểu ánh mắt một mực tại nói rông dài. À, thật không nghĩ tới, ta đại ca cuối cùng biến thành ta cữu mẫu, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Yến bị thanh mai cùng bạch mộ vi ôm lấy vào tân phòng, tạm thời sau khi từ biệt bên ngoài hò hét ầm ĩ đám người nàng che lại khăn cô dâu cái gì cũng nhìn không thấy vừa ngồi xuống thân đi liền bị cộm một lần thuận tay vồ một cái bắt được mấy quả quả long nhãn bạch mộ vi cười nói chúc mừng chúc mừng a à, hòa nhìn tới ngươi cùng hoài cẩn không lâu liền sẽ sớm sinh quý tử đâu hòa yến thanh mai liền vội vàng đem hòa yến áo cưới bên trên nếp uốn vút lên lại vội vàng nhét hai hạt trường đầu ngón tay điểm tâm đến hỏa yến trong miệng, thấp giọng nói. Cô nương, người trước ăn hai cái lót giả một chút, cô ra lập tức sẽ tới chọn khăn cô dâu. Ngài cẩn thận một chút ăn, chớ có cỏ hoa son môi. Hỏa yến nguyên bản coi như tỉnh táo, đều bị thanh mai nói xong vừa nói, nói khẩn trương. Bất quá, ăn một chút gì quả thật có thể để cho người ta làm dịu chút khẩn trương, nàng liền ăn ba bốn ngụm, bên ngoài xa xa truyền đến trình lý tố nhảy thoát thanh âm cứu cứu, nhanh lên, chưa có để cho cứu mẫu nóng lòng chờ. Ngay sau đó, chính là Tống Đào Đào đáp lễ hắn lời nói. Ngươi có thể im miệng đi, ta xem nhất cấp bách chính là ngươi. Một đoàn người ồn ào đi tới, hòa yến hai đời cộng lại, tự cho là gặp qua sóng to gió lớn không ít, nhưng đến giờ phút này, trong lòng bàn tay cũng không nhịn được ra một tầng mịt mờ mồ hôi dịn. Tân phòng kỳ thật rất là rộng rãi, có thể lâm xong hạc một đoàn người, trình lý tố một đoàn người, Lương Bình một đoàn người một đường chen qua đến, lại phòng lớn, liền cũng có chút không đáng chú ý. Tiêu cảnh đem dùng vài đỏ bao lấy đòn cân dao cho tiêu giác trong tay, nói. Hoài cẩn, nên chọn khăn hỉ. Tiêu giác tiếp nhận hỉ cân, chậm rãi đi tới hỏa yến trước mặt. Hỏa yến cúi đầu ngồi, có thể thấy được khăn cô dâu dưới, hắn dài đen, chợt mà liền mím chặt môi. Nàng từ hôm nay, còn chưa từng thấy qua tiêu giác, có thể bóc cái này khăn cô dâu, từ nay về sau, nàng nhân sinh, liền muốn cùng tiêu giác nhân sinh chặt chẽ tương liên. Hắn sẽ trở thành cùng nàng sóng vai người, tiêu giác sẽ thấy thế nào bản thân. Hỏa Yến suy nghĩ miên man, giờ khắc này khẩn trương, phảng phất giống như là về tới kiếp trước. Nàng ngồi ở trước gương, chậm rãi, nhìn xem dưới mặt nả tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt, tựa như một giấc mộng dài, như đúng như huyễn. Hỉ cân móc vào khăn trùm đầu biên giới, tiếp theo, trước mắt một chút xíu phát sáng lên hỏa yến nắm chặt bên cạnh thân vạt áo, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt người. Nàng ngã vào một đôi mắt đen, trong phút chốc, ánh trăng mê ly, bầu trời xanh trong sáng, nam nhân đứng tại một bước xa trước mặt, cục mắt nhìn lấy chính mình. Hàn áo bảo đỏ như lửa, ở nơi này cả đám bên trong, xinh đẹp làm cho người kinh diễm, màu mắt như bầu trời đêm, có thể lại ở trong trời đêm, chiếu ra một cái hoàn chỉnh, rõ ràng bản thân. Trong mắt của hắn khác không có người, chỉ có bản thân. Hỏa Yến sững sờ nhìn xem hắn, giống như là thiên trường địa cửu, liền muốn như vậy vĩnh viễn xem tiếp đi. Trong phòng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không biết qua bao lâu, thẳng đến lâm song hạc hoa trương hô tiếng vang lên. Trời ạ, à, ta tham gia qua tiệc mừng không có 10 trận cũng có 8 trận, còn là lần đầu tiên nhìn gặp xinh đẹp như vậy nàng dâu mới gả. Chúng ta hoài cần đây là đi thôi hạng gì vận mệnh tốt, vậy mà có thể lấy được từ trên trời hạ phàm tiên nữ đời trước đến tột cùng là tu hạng gì công đức, kiếp này mới có này phúc phận. Ngươi là đến hát hí khúc sao? Yến hạ móc móc lỗ tai, khinh thường mở miệng. Miệng lưỡi trơn chu. Trầm hãn một đám giáo đầu nhưng lại nhìn ngơ ngẩn, Lương Bình thậm chí còn đỏ mặt, nói. Không nghĩ tới, hòa yến tiểu tử này mặc vào áo cưới, vậy mà so trầm y nữ còn dễ nhìn hơn. Ngươi muốn tự tìm cái chết lời nói ta không ngăn, trầm hãn thấp giọng cảnh cáo, chớ liên lụy ta cùng một chỗ ta cứu mẫu quá đẹp, không hổ là ta cứu mẫu. Trình Lý Tố kích động nắm chặt song quyền. Ta tuyên bố, sóc kinh đệ nhất sinh đẹp chính là ta cứu mẫu. Tống đào đào nâng chán, bất quá, lấy một nữ tử ánh mắt đến xem, hôm nay hỏa yến, thật sự là đẹp hơi quá đáng. Mặc dù nàng đóng vai nam trang thời điểm cũng là phong thái tiêu sái, nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này, ngước mắt nhìn về phía trước người nàng nam từ lúc, con mắt lóe sáng tinh tinh, như ngân hà tinh thần chiếu xuống. Vương đại ca, tiểu mạch hỏi vương bá. Lúc này ngươi cũng phải thừa nhận, a à, hòa ca thực sự rất đẹp a. À? Vương bá không kiên nhẫn khoát tay áo. Qua loa a. À. Lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hòa huynh dạng này rất tốt. Giang giao cười nói, ta xem tiêu đô đốc đối nàng cũng là trân trọng. Nam nhân nhìn nam nhân, luôn luôn chưa hiểu rõ hơn. Bạch mộ vi cười nhẹ nhàng nhẹ giọng nhắc nhở. Nên uống rượu hợp cẩn. Hòa yến lấy lại tinh thần bị thanh mai đỡ lấy đứng người lên, tiêu giác cầm lấy trên bàn hũ, chia làm hai ly, hỏa yến cẩn thận bưng lên một ly, cùng hắn thủ đoạn chụp cổ tay, cúi đầu uống vào. Bạch mộ vi cười nói, rượu hợp cần xong, phù phụ một thể, tôn ti đồng, đồng tôn ti, tương thân bất tương ly. Vậy liền coi là uống qua rượu hợp cần, hỏa yến nhẹ 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 nhàng thở ra, cũng chẳng biết tại sao, không dám ngẩng đầu lại nhìn một chút tiêu giác. Uống qua rượu hợp cần, tân lang là muốn đi đường tiền, một đoàn người vô cùng náo nhiệt lại vây quanh tiêu giác rời đi. Trong phòng chỉ để lại thanh mai cùng hỏa yến hai người. Tống đào đào khẽ nhíu mày. Nói nhỏ thôi, vì sao phải nói nhỏ? Trình Lý Tô hớn hở nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn thấy cữu mẫu mặc hỷ phục trông như thế nào sao? Tống đào đào im lặng liếc nhìn, nàng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh đó. Ai mà muốn thấy người mình yêu thương đội mũ phượng khăn quàng vai gà cho người khác. Bên cạnh lại có người không hiểu chuyện, luôn miệng nói luyên thuyên. À, thật không ngờ, đại ca cuối cùng lại trở thành cữu mẫu của ta, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Yến được Thanh Mai và Bạch Mộ Vi Diều vào tân phòng, tạm thời chia tay với đám người đang hò hét ầm ĩ bên ngoài. Nàng che khăn cô dâu, không thấy gì, vừa ngồi xuống đã cảm thấy cộm, đưa tay bắt lấy, thì ra là mấy quả long nhãn. Bạch Mộ Vi cười nói. Chúc mừng, chúc mừng A Hòa, nhìn ngươi và Hoài Cẩn, không lâu nữa sẽ sớm sinh quý tử thôi. Hỏa Yến Thanh Mai vội vàng vuốt lại nếp uốn trên áo cưới của Hỏa Yến, rồi nhanh chóng nhét hai hạt điểm tâm nhỏ vào miệng Hỏa Yến, thì thầm. Cô nương, ngươi ăn tạm chút gì đó lót dạ, cô ra sắp đến để chọn khăn cô dâu rồi. Ăn cẩn thận kẻo làm lem son môi. Hỏa Yến vốn dĩ rất tỉnh táo, nghe Thanh Mai nói xong lại trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, ăn một chút cũng giúp giảm bớt căng thẳng, nàng liền ăn vài miếng bên ngoài xa xa truyền đến tiếng trình lý tố nhảy nhót. Cứu cứu, nhanh lên, đừng để cứu mẫu nóng lòng chờ. Ngay sau đó, Tống Đào Đào liền đáp. Ngươi có thể im lặng không, ta thấy người nóng lòng nhất chính là ngươi. Một đoàn người ồn ào kéo đến, Hòa Yến trải qua hai kiếp, tự cho là đã gặp nhiều sóng gió, nhưng đến lúc này, lòng bàn tay cũng không khỏi dịn mồ hôi. Thật ra tân phòng rất rộng rãi, nhưng lâm song hạc một đoàn, trình lý tố một đoàn, Lương Bình một đoàn chen chúc vào, dù phòng lớn cũng trở nên chật trội. Tiêu Cảnh đưa đòn cân bọc vải đỏ cho Tiêu Giác, nói: "Hoài Cẩn, đến lúc chọn khăn hỷ rồi." Tiêu Giác nhận hỷ cân, chậm rãi tiến đến trước mặt Hỏa Yến. Hỏa Yến cúi đầu ngồi, từ dưới khăn cô dâu chỉ thấy đôi giày đen của hắn, nàng chợt mím chặt môi. Từ hôm nay, nàng chưa từng thấy Tiêu Giác, nhưng khi chiếc khăn này được bóc ra, cuộc đời nàng từ đây sẽ gắn chặt với Tiêu Giác hắn sẽ trở thành người đồng hành bên nàng tiêu giác sẽ nghĩ thế nào về bản thân mình hỏa yến suy nghĩ miên man lúc này căng thẳng phảng phất như trở về kiếp trước nàng ngồi trước gương chậm rãi nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ dưới lớp mặt nạ như một giấc mộng dài như thực như ảo hỉ cân móc vào viền khăn trùm đầu tiếp đó trước mắt nàng sáng lên một chút hỏa yến nắm chặt vạt áo bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt nàng chạm mắt với một đôi mắt đen trong chốc lát, ánh trăng mê ly, bầu trời xanh trong, nam nhân đứng cách nàng một bước, cúi mắt nhìn nàng. Hắn mặc áo bào đỏ như lửa, nổi bật giữa đám đông, đẹp đến kinh diễm, mắt như bầu trời đêm, chiếu rõ bóng hình của nàng. Trong mắt hắn không có ai khác, chỉ có nàng. Hỏa Yến sướng sờ nhìn hắn, như thể thiên trường địa cửu, muốn mãi mãi nhìn như vậy. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không biết đã bao lâu, cho đến khi lâm xong hạc khoa trương hô lên. Trời à, ta đã dự 10 bữa tiệc cưới thì cũng có 8 bữa, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng dâu mới đẹp như vậy. Hoài cẩn thật là gặp vận may, có thể lấy được tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Đời trước đã tu hành công đức gì mà kiếp này mới có được phúc phận này? Ngươi đến hát hí khúc à? Yến hạ móc lỗ tai, khinh thường nói. Miệng lưới trơn chu. Trầm hãn và đám giáo đầu đều nhìn ngẩn ngơ, Lương Bình thậm chí đỏ mặt, nói không ngờ hòa yến tiểu tử này mặc áo cưới còn đẹp hơn cả trầm y nữ ngươi muốn tự tìm cái chết thì ta không ngăn trầm hãn thấp giọng cảnh cáo đừng liên lụy đến ta cữu mẫu ta quá đẹp quả không hổ là cữu mẫu của ta trình lý tố kích động nắm chặt song quyền ta tuyên bố sóc kinh đệ nhất sinh đẹp chính là cữu mẫu của ta tống đào đào xoa chán nhưng từ góc nhìn của một nữ tử hôm nay hòa yến thật sự đẹp quá mức dù khi nàng đóng vai nam trang cũng phong thái tiêu sái, nhưng hôm nay ngồi ở đây khi ngước mắt nhìn người nam tử trước mặt mắt nàng sáng lấp lánh như ngân hà chiếu xuống vương đại ca tiểu mạch hỏi vương bá lúc này ngươi cũng phải thừa nhận a à, hòa ca thực sự rất đẹp mà vương bá không kiên nhẫn khoát tay qua loa thôi nhưng lại không thể không nhìn thêm vài lần hòa huynh như vậy rất tốt giang giao cười nói ta thấy tiêu đô đốc đối với nàng cũng rất trân trọng nam nhân nhìn nam nhân, luôn hiểu rõ nhau hơn. Bạch mộ Vi cười nhẹ nhàng nhắc nhở. Nên uống rượu hợp cẩn. Hỏa Yến lấy lại tinh thần, được Thanh Mai đỡ đứng lên, tiêu giác cầm lấy bình rượu trên bàn, rót ra hai ly, Hỏa Yến cẩn thận bưng một ly, cùng hắn khoác tay uống. Bạch mộ Vi cười nói. Uống xong rượu hợp cẩn, phu phụ trở thành một thể, tôn ti đồng nhất, tương thân bất tương ly. Vậy là coi như đã uống xong rượu hợp cẩn, Hỏa Yến thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lại không dám ngẩng đầu nhìn tiêu giác sau khi uống rượu hợp cần tân lang phải đi đường tiền một đoàn người náo nhiệt vây quanh tiêu giác rời đi trong phòng chỉ còn lại thanh mai và hỏa yến hỏa yến đợi khi cửa vừa đóng ngồi phịch xuống giường vỗ ngực nói xem như xong xuôi suýt chút nữa làm ta căng thẳng chết đi được a à, thanh mai ngạc nhiên nói cô nương chẳng lẽ vừa rồi còn căng thẳng sao nô tỳ thấy cô nương rất tự tại mà ta tự tại cái quỷ, toàn là giả vờ. Hỏa Yến tháo mũ phượng trên đầu xuống, mũ phượng nhìn thì nhỏ xinh đáng yêu, nhưng đính nhiều hạt châu và đá quý rất nặng. Đội lâu như vậy, cổ cũng đau nhức. Thanh Mai giúp Hỏa Yến đặt mũ phượng qua một bên, thấy Hỏa Yến đang cười nút thắt hỉ phục, giật mình vội ngăn lại. Cô nương, không cần cởi quần áo, trong phòng này thực sự rất nóng, y phục lại quá nhiều. Hỏa Yến bất đắc dĩ nói, vì sợ lạnh, lò sưởi trong phòng sinh đủ ấm, nàng mặc hỷ phục ba tầng trong ba tầng ngoài, mồ hôi còn toát ra trên chán. Nhưng Thanh Mai rất bướng bỉnh. Không được, cô nương, ngài phải nghe nô tỳ, không thể cởi. Hỏa Yến rằng co với nàng một lúc, đành thua, nói. Được rồi, nghe ngươi. Nàng đứng dậy, mùi kiệu hoa nửa ngày khiến chân tay tê dại, rót một chén trà nóng uống, vừa uống vừa nhìn quanh tân phòng, nhìn một chút, thần sắc liền kỳ lạ. Trước đây khi trở về Sóc Kinh, hỏa yến từng ở tiêu ra một thời gian cũng vào phòng tiêu giác phòng hắn quạnh quẽ đơn giản màu sắc mộc mạc chỉ có trắng và đen còn tân phòng này ngoài chữ hỉ hey. và giấy đỏ các bố trí khác đều lòe loẹt ngay cả bàn chân cũng bị bọc vài màu hồng nhạt khiến hỏa yến không khỏi nhếch miệng cười tiêu giác sao lại thay đổi gu thẩm mỹ nhanh đến vậy nàng vô vị từ phòng của hòa đại tiểu thư đến đây chỉ là đổi một chỗ lòe loẹt thôi tiêu giác chẳng lẽ không thấy khó chịu sao, nhìn viền gương đồng khảm, màn màu hồng mang túi thơm. Rõ ràng giống một nhà chứa. Thật sự điên rồ. Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe Thanh Mai nhỏ giọng gọi. Cô nương, cô nương. Hỏa Yến quay đầu, thấy Thanh Mai đứng cạnh giường, vẻ mặt khó xử, liền hỏi. Có chuyện gì, cô nương, phu nhân qua đời sớm, khi cô nương xuất giá, dù có thừa tú cô nương, nhưng tuổi thừa tú cô nương còn nhỏ. Mấy ngày trước, lưu thẩm trong ngõ nhỏ cho nô tì một vật mặt nàng đỏ bừng ấp a ấp úng như khó mở lời dôn rẩy móc ra từ trong ngực một vật không dám nhìn nhiều nhét vào tay hỏa yến lưu thẩm nói khi cô nương xuất giá nhà mẹ thường cho các cô nương vật này nô tì mang về hỏa yến cúi đầu nhìn trong tay là một quyển sổ to bằng bàn tay nàng nghi hoặc nhìn thanh mai vừa mở ra đã thấy thanh mai hoảng hốt quay lưng đi À, hỏa yến liếc nhìn đây không phải xuân đồ sao cô nương thanh mai chừng to mắt quên cả thẹn thùng ngày sao có thể nói thẳng ra vậy ta phải nói thế nào hỏa yến hỏi ngươi đã xem qua rồi à nếu chưa xem sao lại căng thẳng như vậy nô tỳ chỉ nhìn thoáng qua thanh mai gấp đến mức muốn khóc không phải cô nương đây không phải nô tỳ xem đây là cho ngươi trước đây khi thanh mai đưa thứ này cho hỏa yến nàng rất xoắn suýt vì nàng cũng chưa xuất giá, không biết nói sao khi đưa thứ này cho Hỏa Yến. Ai ngờ Hỏa Yến lại thản nhiên lật xem, còn bình luận. Lưu Thẩm thật hẹp hòi, bản này chắc không phải sách cũ ba năm trước. Dòng văn cổ xưa, đã muốn tặng hỷ lễ, sao không tặng bản mới nhất? Chật chật chật, không bằng bản ta từng xem. Cô nương. Thanh Mai không thể tin nhìn nàng. Ngày từng xem bản, ngày khi nào xem, ở đâu xem, ách. Hỏa Yến nhớ đến tâm trạng của tiểu tỳ này, đại khái vẫn là hòa đại tiểu thư lúc trước, liền qua loa nói. Ta nói bậy, ngươi quên đi. Nàng quay đầu rời đi, thanh mai theo sau. Cô nương, ngài phải nói rõ, ngài rốt cuộc xem khi nào. Không nhớ rõ. Cứ thế nói chuyện và ồn ào, một hồi lâu sau, trời dần tối, hỏa yến đã ăn sạch tất cả điểm tâm tinh xảo trên bàn, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Nàng vội vàng ngồi thẳng người, giả trang ra vẻ đoan trang hữu lễ, thanh mai đi mở cửa, vừa mở đã thấy lâm song hạc dìu tiêu giác đi vào. À. Thanh Mai khẽ giật mình. Cô ra uống say rồi sao? Hỏa Yến nghe vậy, đứng dậy, lâm song hạc dìu tiêu giác đến ngồi cạnh giường, cười nhìn Hỏa Yến. Hỏa muội muội, tàu tử, hôm nay Hoài cần uống nhiều quá, ta dìu hắn về. Sao lại uống nhiều như vậy? Thanh Mai có chút oán trách. Thế này thì... Nàng lại nuốt lời vào bụng, u oán nhìn cô nương mình, ở lâu với Hỏa Yến, nàng cũng học được cách không giữ mồm giữ miệng. Hỏa Yến nghiêng đầu nhìn tiêu giác, hắn được lâm song hạc dìu ngồi ở giường, đầu dựa vào đầu giường, mắt nhắm chặt, thần sắc không tệ, không có vẻ đau khổ, nhưng nhìn lại giống như không thắng được rượu. Tiêu giác mà cũng say được sao? Nàng hơi suy nghĩ mở miệng. Ai cũng muốn uống với hắn một chén, sao có thể không say? Lâm song hạc thở dài. Hoài cẩn cưới vợ là chuyện lớn, quân nhân cũng uống không ít. Hắn khá tốt, Ngươi ra ngoài nhìn xem, trong sảnh ngã đầy đất, nôn mửa tứ tung. Đặc biệt là Yến Hạ. Hắn cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Luôn kéo hoài cần uống rượu, không phải muốn so xem ai uống nhiều sao. Sao phải mạnh như vậy? Hỏa Yến. Yến Hạ thắng, không thể nào. Lâm song hạc cười một tiếng. Bị khiêng về rồi. Hỏa Yến. Tóm lại, người ta đưa đến. Lâm song hạc lắc lắc cây quạt. Xong việc rồi, hòa muội muội ngươi nhớ ký chiếu cố tốt hoài cần. Hắn khóe môi khẽ nhếch, đêm đẹp ngắn ngủi, không nên lãng phí. "Hỏa Yến, khoan đá. Không chờ nàng nói xong, Lâm Song Hạc đã nhanh chóng rời đi. "Cô nương." Thanh Mai nói nhỏ nhẹ. "Nô tỳ cũng đi thôi. Ngươi đi đâu?" Hỏa Yến kêu lên, "Giúp ta một tay, cái này sợ là không tiện." Thanh Mai như gặp đại địch, khoát tay lia lịa, lại nói, "Nô tỳ sức không lớn, nghe nói cô nương ở Lương Châu vệ một mình có thể dơ lên một khối đá lớn." chắc cũng tự lo liệu tốt tiêu đồ đốc nàng vừa lui về phía cửa vừa nói vậy nô tỳ cũng đi rồi tuy tiểu tỳ này đôi khi lá gan quá nhỏ đôi khi lại rất biết tranh cãi hỏa yến thở dài lúc này trong phòng chỉ còn lại tiêu giác và nàng nàng xoay người nhìn tiêu giác người này khi say cũng cực kỳ yên tĩnh không mượn rượu làm càn cũng không nói lung tung chỉ dựa vào đầu giường tựa như chập mắt hỏa yến đi tới đẩy hắn một cái Tiêu Giác, không có phản ứng, nàng lại đưa tay lắc trước mặt Tiêu Giác, hắn vẫn nhắm mắt yên tĩnh, Hỏa Yến thở phào, nghĩ thầm Tiêu Giác quả nhiên đã say. Được rồi, nàng trước đây từng say trước mặt Tiêu Giác, giờ Tiêu Giác say trước mặt nàng, một lần mỗi người, rất công bằng. Hỏa Yến ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi người nhìn kỹ. Khi Tiêu Giác nhắm mắt, lông mi mềm mại rủ xuống như cánh bướm nhỏ, Hỏa Yến thấy lòng ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay chạm lông mày thanh niên khẽ nhíu, nàng vội rút tay về, tưởng tiêu giác tỉnh. một lát sau thấy hắn không phản ứng, lá gan mới dần lớn hơn. hỏa yến chưa từng phủ nhận tiêu giác mỹ mạo, muốn nói năm đó ở hiền sương quán, hắn không để ý ai, nhưng lại thu hút rất nhiều trái tim thiếu nữ. sau này làm hữu quân đô đốc, dù bị đồn tàn nhẫn vô tình, nhưng vẫn luôn là tình nhân trong mộng của các cô nương sóc kinh. đơn giản là nhờ khuôn mặt. hỏa yến ngồi gần, nhìn hắn chật 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 mấy tiếng thở dài lối lạc xuất trần phong thần như ngọc nhìn mặt hắn thực sự không thể tưởng tượng được ngày ấy trên chiến trường hắn đã trải qua bao gian nan vất vả đao kiếm không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt vấn tú như ngọc của hắn hỏa yến thở dài lão thiên gia khi tạo ra tiêu giác chắc đã dùng hết tâm tư đây chính là điều mà người khác không thể nào hâm mộ được hỏa yến nhìn người nam dựa vào đầu giường càng ngày càng bạo gan miệng lẩm bẩm người đẹp như vậy bây giờ rơi vào tay ta trăm năm khó gặp cơ hội này không làm gì thì có lỗi với chính mình nói rồi nàng bắt đầu cởi nút thắt áo của tiêu giác hỉ phục nhiều tầng lớp trong phòng lại nóng bức nàng thấy mặt tiêu giác hơi đỏ nghĩ là do nóng định giúp hắn cởi áo ngoài rồi để hắn nghỉ ngơi sớm ai ngờ nút thắt lại phức tạp nàng cúi đầu cởi cởi được một nút đang muốn cởi nút thứ hai đột nhiên tay bị ai đó nắm lấy hỏa yến kinh ngạc ngẩng đầu gặp ngay đôi mắt đen tĩnh lặng, giọng hắn nhàn nhạt như chiêu chọc. Vậy, ngươi định đối xử với ta thế nào muốn làm gì thì làm. Ánh mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo, không có chút say, hỏa yến nghẹn ngào kêu lên. Ngươi không say. Tiêu giác nhếch môi. Có một chút. Ta tin ngươi cái quỷ. Hỏa yến nghĩ thầm, rõ ràng hắn từ đầu đến cuối đều tỉnh, may mà lúc nãy mình không làm gì quá đáng. Hỏa yến cười nói. Vậy ngươi đã tỉnh thì tốt, nói đi, hắn không định bỏ qua cho hỏa yến tay nàng vẫn bị hắn nắm lấy hắn nhìn nàng cười như không cười là muốn làm gì thì làm thế nào hỏa yến kéo tay hắn không rút ra được hơi hoảng lắp bắp nói ta chỉ là thấy ngươi mặc nhiều quá trong phòng nóng giúp ngươi cởi hai cái nút áo nói dối tiêu giác nhướng mày nhìn chằm chằm nàng ta thấy ngươi định chiếm tiện nghi của ta hỏa yến không đến mức vậy chứ cởi nút thắt cũng gọi là chiếm tiện nghi. Tay đặt trên ngực tiêu giác như sờ khối bàn ủi, nàng nóng cả người, đầu óc mơ hồ nói. Không không không, sao có thể gọi là chiếm tiện nghi, ta có cái gì chưa thấy qua, ngay cả nút ruồi son trên lưng người ta cũng thấy rồi. Vừa nói xong, cơ thể tiêu giác hơi cứng lại. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói. Ngươi thật thẳng thắn. Hỏa yến tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm mắng mình một tiếng nàng lúc này nửa người đều nhào vào người tiêu giác, tay bị hắn nắm, chạm vào vạt áo hắn, rõ ràng như một nữ lưu manh. Nhưng tiêu giác không buông tay, nàng cũng chỉ đành chịu đựng. Tiêu giác, người buông ta ra trước, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Nàng nghẹn một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu. Ánh mắt tiêu giác lướt qua nàng, thốt nhiên buông tay, hỏa yến thở phào nhẹ nhõm, chỉ thầm nghĩ cái lò sưởi này như mặt trời trong phòng sao sao mà nóng đến làm người ta tim đập nhanh. Ánh mắt tiêu giác rơi vào góc trang sách lộ ra dưới đệm chăn, liền giật mình, đưa tay lấy. Đây là vật gì? Hỏa Yến thấy động tác của hắn, sắc mặt liền biến đổi. Khoan đá. Lời này cũng không có tác dụng gì, tiêu giác đã lấy vào tay, Hỏa Yến vô thức nhào đến, chộp lấy muốn cướp lại. Đó là quyển sách nhỏ Thanh Mai đưa cho nàng. Trước khi cãi nhau ẩm ý với Thanh Mai, Hỏa Yến chưa kịp giấu kỹ thì Lâm Song Hạc đã tiến vào, nàng vội vàng giấu vào trong đệm chăn, nhưng không ngờ lúc này lại bị tiêu giác thấy. Hỏa Yến vẫn còn nhớ rõ tại thành tế dương, khi tiêu giác thấy nàng nhìn Xuân Đồ, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại. Ngày vui này, đừng làm vị thiếu gia này tức giận. Hỏa Yến cố gắng giật lại cuốn sổ, nhưng bị tiêu giác chặn bằng cánh tay. Nàng đưa tay về phía trước nhưng lại bị tránh, cuộc rằng có tiếp tục, tiêu giác với tay dài giữ cuốn sổ, không để nàng chạm vào. Hỏa Yến đành phải nhảy lên, nhưng chân lại vướng vào mép giường và ngã nhào. Tiêu giác thấy vậy liền kéo nàng lại, cả hai ngã xuống giường. Chiếc giường hẹp phát ra tiếng động lớn. Hỏa Yến quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm, giường không sập, rất vững chắc. Nàng nhìn cuốn sổ mà mình đang giữ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, nghe loáng thoáng là tiếng kêu của Trình Lý Tố. Hoa! Oh động tính thật lớn, cậu ta quả thật lợi hại. Ngay sau đó, lại nghe tiếng xích ô. Ai đưa trình tiểu công tử vào đây, mau mang hắn ra ngoài. Ta không muốn, ta còn muốn đợi thêm chút nữa. Thả ta ra, có vẻ trình lý tố bị người kéo đi, ngoài cửa dần dần yên tĩnh trở lại. Hòa Yến ngần ngơ một lát, sau đó lấy lại tinh thần, thấy mình đang nằm trên người tiêu giác, tay vẫn giữ chặt cuốn sổ, đầu áp vào ngực hắn, cảm nhận được lồng ngực hắn khẽ rung lên như đang cười nhẹ hắn lại cười. Hòa Yến bỗng nhiên chống ngửa người lên, nhìn tiêu giác phía dưới. Hắn mở mắt, uệ oải nói, hòa tướng quân thật lợi hại. Đó là, tự nhiên. Hòa Yến có chút bối rối. Ta cũng không phải người đứng cuối ở hiền xương quán năm đó. Ừ. Hắn nhìn nàng với đôi mắt đen tĩnh lặng, như có chút cười nhạt, hai tay gối sau đầu. Hòa tướng quân nữ trung hào kiệt, bách chiến bách thắng, tài hạ xin cam bái hạ phong lời ngươi nói thật không có thành ý. Hỏa Yến giả vờ nghiêm khắc. Tất nhiên ta thắng, phải có thưởng chứ. Tiêu giác nhướng giọng. Ngươi muốn thưởng gì? Hỏa Yến đang nghĩ ngợi thì bất ngờ thấy trời đất quay cuồng, vị trí của nàng và tiêu giác đổi chỗ, nàng ở dưới, tiêu giác ở trên. Trong ánh đèn phòng, gương mặt hắn như trong mơ, mùi thơm ngào ngạt của rượu và hương nguyệt lân tự y phục hắn quyện lại, làm lòng người say. Phần thưởng này thế nào? Đai lưng bị chậm rãi tháo ra. Hỏa Yến lo lắng, giọng run run, ngón tay chạm vào chiến lợi phẩm vừa đoạt được, nàng hỏi. Tiêu giác, ngươi có muốn, xem trước một chút không? Không cần. Có tiếng cười nhẹ, màn lập tức buông xuống, che đậy cảnh đêm đẹp. Hòa tướng quân có lẽ không biết, nam nhân đối với chuyện này, cũng tự hiểu không cần dạy. Trăng như bạc, sao như mưa, đèn hồng soi sáng, gió xuân lướt qua từng năm. mươi 249, Độc Sủng ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cây nến đỏ trên bàn đã cháy hết, chỉ còn lại một chút dầu nến màu đỏ như một bông hoa nhỏ. Một bàn tay từ trong màn trướng vươn ra ngoài, hỏa yến rụi mắt, chống tay vào eo ngồi dậy, đêm qua như một giấc mơ mờ ảo, cũng là một đêm ác chiến như trận xích bích, nếu muốn hồi tưởng, thôi, cũng không cần nhớ lại, nàng chỉ nghĩ thầm, trước đây có câu, muốn làm gì thì làm, không ngờ cuối cùng lại áp dụng lên mình, nàng có nhận được phần thưởng gì không? không rõ ràng người thắng lớn nhất lúc này là tiêu giác hỏa yến nghiêng đầu nhìn bên cạnh thấy giường trống trơn không có ai nàng sững sờ một chút nhìn ra ngoài sợ là đã muộn đêm qua sau khi tắm rửa xong nàng mệt lử ngã đầu nằm ngủ giờ này nhìn thấy ánh mặt trời xem chừng không còn sớm đang suy nghĩ cửa mở có người từ ngoài đi vào hỏa yến ngẩng đầu nhìn chỉ thấy tiêu giác đi tới bạch quả tay ôm cái giỏ thức ăn theo sau vào phòng từng đĩa từng đĩa bày biện lên bàn em tỉnh rồi tiêu giác thấy nàng đã ngồi dậy tiến lại hỏi hỏa yến ho nhẹ một tiếng gật đầu sau khi tắm qua em có thể ăn sáng anh dừng một chút ngập ngừng hỏi em có ổn không hỏa yến đỏ mặt vô thức nhìn sang bạch quả tiểu nha đầu đã dọn đồ ăn xong nhanh chóng chạy đi nàng nhìn người trước mặt sau một đêm tiêu giác trông vẫn thần thái tươi tỉnh không có chút mệt mỏi nàng cắn răng nói. Rất tốt, công phu của tiêu đô đốc thật tuyệt vời, hiếm có địch thủ, tôi đã lĩnh giáo. Tiêu giác mỉm cười, chậm rãi nói. Hòa tướng quân cũng không tệ, đêm qua còn thách đấu rằng ngày sau sẽ tái chiến 800 hiệp. Hòa yến. Chấm hỏi. Đây là lời gì kỳ quặc, nàng khi nào nói điều đó. Hòa yến vội vàng che miệng hắn. Khoan đã, đừng nói lung tung, hòa tướng quân. Hắn tiến lại gần, mắt đen ánh lên nụ cười mới một đêm thôi mà đã không nhận ra. Khoảng cách quá gần làm nàng hoảng hốt, hòa yến nhấc chăn, đi giày rồi chạy, nói lấp liếm. Ta đi tắm, thanh mai đâu, thanh mai. Thanh Mai được gọi vào, Hòa Yến xúc miệng rửa mặt xong, Thanh Mai đến vấn tóc cho nàng, vừa làm vừa nói. Cô nương, à, bây giờ phải gọi là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, thiếu gia đối với ngài thật tốt. Hòa Yến không quan tâm. À, một tiếng, sáng nay thiếu gia dậy sớm. Thanh Mai nói: "Đi bếp làm đồ ăn cho ngài, nô tỳ định gọi ngài dậy nhưng thiếu gia không cho, nói để ngài ngủ thêm chút." Hỏa Yến gật đầu, vừa ngước mắt lên đã thấy Thanh Mai cười tít mắt, bực bội nói: "Sao ngươi lại vui đến vậy?" Nhị thiếu gia đối với thiếu phu nhân tốt, nô tỳ đương nhiên vui. Thanh Mai cười như nhặt được tiền, lát nữa nô tỳ sẽ báo với lão gia và thiếu gia, họ sẽ yên tâm. Hỏa Yến, sau khi rửa mặt xong, nàng thay một bộ váy màu đỏ hài đường. Tóc được thanh mai chải kỹ, búi tóc phụ nhân không làm nàng trông già dặn mà lại rất sạch sẽ, mát mẻ. Hỏa Yến đeo lại miếng ngọc xà văn màu đen tiêu giác tặng ở bên hông, bước ra phòng khách nhỏ. Trên bàn, bạch quả đã bày đầy thức ăn, hai người họ khi ăn không thích có người hầu hạ, Thanh Mai liền lui xuống. Hỏa Yến ngồi xuống, đưa cho tiêu giác một đôi đũa, thở dài nói: "Tiêu giác, nhà ngươi bữa sáng thật phong phú quá, mà tất cả đều là món nàng thích, dù nàng không kén ăn." Tiêu Giác mỉm cười, chỉ một bữa cơm mà đã mua chuộc được ngươi, ngươi không hiểu rồi." Hỏa Yến nói hùng hồn, "Chúng ta dân thường không cần giả tạo, mặc quần áo, ăn cơm, món ăn tất nhiên rất quan trọng." Hắn cười, "Ngươi thật dễ nuôi." Hỏa Yến cầm một chiếc bánh bao hoa mai, vừa ăn vừa cười với hắn, chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, nói, "Chết rồi, sáng nay không phải phải đi cùng đại ca và đại tẩu dân trà sao?" theo lý thì đây vốn là việc cô dâu dâng trà cho cha mẹ chồng, nhưng giờ tiêu trọng vũ và phu nhân đã qua đời, nên cũng phải dâng trà cho tiêu cảnh và bạch mộ vi. Không sao, ta đã nói với họ rồi, ăn xong rồi đi. Thật sao? Hỏa Yến nhìn anh. Như vậy có phải là không theo quy củ? Quy củ gì chứ? Anh nói thản nhiên. Tiêu gia không có quy củ gì, cứ tùy ý mà làm. Hỏa Yến khẽ giật mình, nhớ đến trước đây ở. Hòa gia. Rồi sau đến hứa gia trước khi mất đi thị giác, mỗi ngày đều phải tuân thủ quy củ. Làm nữ tử trong thời gian ngắn, sau đó lại ở trong binh nghiệp nhiều năm, nhiều quy củ cũng không rõ ràng, thường xuyên gây trò cười. Khi đó, mỗi lần nhớ đến hai chữ, quy củ, đã thấy đau đầu phiền chán, giờ lại có người nói với nàng, cứ tùy ý mà làm. Nàng lén nhìn người đối diện, tiêu giác phát hiện ánh mắt nàng, hỏi. Sao vậy, tiêu giác? Hỏa Yến nghiêm túc nói. Trong sóc kinh, người như anh làm chồng chắc chắn là đầu tiên thật sự chu đáo tỉ mỉ tiêu giác mỉm cười giọng điệu thản nhiên đương nhiên dù sao chồng em vừa thấy em tại lễ hoa đăng đã yêu ngay ngày hôm sau liền tới cầu hôn không lấy ai ngoài em nếu em không đồng ý liền muốn nhảy sông tự tử hỏa yến hả hắn tiếp tục thờ ơ nói hòa tướng quân chúng ta ngự binh chi thuật lô hỏa thuần thanh ngự phu chi thuật cũng đang phong tạo cực hỏa yến nghe quen tai lúc này mới nhớ, đây không phải là chuyện nàng bịa với đám cô nương ở Tế Dương sao. Không ngờ tiêu giác lại còn nhớ rõ, lúc đó là hồ môn loạn ngữ, không ngờ hôm nay tiêu giác thật sự trở thành phu quân của nàng, nhưng lời nói này giờ nghe lại, không khỏi có chút xấu hổ. Hỏa Yến cầm chén tư ngọt lên giả vờ uống một ngủ, chuyển hướng câu chuyện. Vậy, tiêu gia thực sự không có quy củ sao? Tùy tiện làm gì cũng được. Tiêu giác liếc nhìn nàng. Ngoại tình không được, đêm hội nam tử cũng không được hỏa yến nàng tò mò hỏi vậy nếu vi phạm hai điều này thì sao tiêu giác nhắm mắt lạnh lùng nói cắt chân giam lại hỏa yến nửa ngày sau nàng nói tiêu giác anh thật ác anh nhìn nàng ánh mắt lộ ra sự cảnh cáo đúng sau khi ăn sáng xong hỏa yến cùng tiêu giác đi dâng trà trước đây đã ở tiêu phủ một thời gian hỏa yến cùng vợ chồng tiêu cảnh cũng không lạ lẫm sau khi dâng trà, Bạch Mộ Vi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hỏa Yến, cười nói. Đây là trước khi Hoài Cần thành thân, ta và đại ca hắn chuẩn bị, hôm nay cuối cùng có thể tặng đi. Hỏa Yến cười nói lời cảm ơn, Bạch Mộ Vi nhìn hai người họ, càng nhìn càng vui. Khi tiêu giác vừa được văn tuyên đế tứ hôn, mỗi khi có nữ quyến tụ hội, Bạch Mộ Vi đều nghe thấy nhiều người nói sau lưng, rằng tại sao tiêu nhị công tử lại chọn một võ nữ thô bỉ. Nghe nhiều khiến Bạch Mộ Vi không vui, sau đó có thiếp mời bà đều lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối lúc này thấy họ đi cùng nhau như một cặp đôi lý tưởng ai nói nữ tử phải dịu dàng biết lễ bà thấy hỏa yến tính tình hoạt bát tiêu giáp những ngày này cũng tươi tỉnh hơn nhiều bà kéo hỏa yến nói chuyện một hồi lâu cho đến khi tiêu cảnh nhắc bà nên nghỉ ngơi bạch mộ vi mang thai tiêu cảnh luôn cẩn thận không dám sơ suất. hỏa yến cầm hộp cùng tiêu giác ra cửa hướng về viện tử của mình Đi được nửa đường, nàng không nhịn được mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là ba chiếc châm bạch ngọc, từ lớn đến nhỏ, tinh xảo đặc sắc. Kết tóc, nàng khẽ giật mình, tiêu giác nghiêng đầu nhìn nàng. Không thích, không phải. Hỏa yến đóng hộp lại, ôm vào lòng. Rất thích. Điều này còn hơn cả kim ngọc đá quý, càng thêm chân quý. Vì kết hôn, hai ngày này văn tuyên đế cho phép, tiêu giác có thể ở lại phủ thêm một ngày, hôm nay coi như không có việc gì. Hỏa Yến cùng anh vừa về đến cửa viện, đã thấy Thanh Mai cùng Bạch Quả ngồi trồm hồm trên đất, trước mặt là đống hạ lễ được buộc lụa đỏ, chất thành ngọn núi. Thiếu phu nhân đến rồi. Bạch Quả cười tùm tìm đứng dậy. Các nô tỳ đang lấy hạ lễ từ hôm qua ra, thiếu phu nhân có muốn xem một chút không? Hỏa Yến thấy đống hạ lễ gần như chất đầy nửa viện, không khỏi líu lưỡi, không nhịn được hỏi tiêu giác. Không phải nói ngươi bất cận nhân tình, nhân duyên trong kinh thành không tốt, sao lại có nhiều hạ lễ thế này? hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu người đến tiêu giác không nói gì chỉ hơi mỉm cười trông như có vẻ đắc ý ta đi xem có những vật gì tốt hòa yến vừa nói liền đi tới bên thanh mai trước kia khi làm hòa như phi hoàng thượng ban thưởng rất nhiều nhưng chưa kịp tận hưởng đều bị đưa vào khố phòng của hòa gia sau lại làm hòa đại tiểu thư nhà nghèo túng được như thế này thật lâu không gặp thanh mai cũng rất phấn khích lần đầu tiên thấy nhiều đồ tốt như vậy không ngừng chia sẻ với Hòa yến thiếu phu nhân xem cái này chậu hoa này làm bằng lưu ly cây sâm này nhìn cũng rất quý còn có cái bình hoa này nô tỷ lần đầu tiên thấy bình hoa như vậy đá quý này thật sao tiểu nha đầu líu díu nói không ngừng Hòa yến đi theo xem xét lại thấy một món quà từ người quen là do mục hồng cầm và thôi việt chi ở thành tế dương tặng là một bộ trang sức chân châu tế dương gần nước chân châu thừa thãi hạt chân châu đầy đặn Sáng lấp lánh, vừa mở dương ra, ánh sáng làm trói mắt, thôi việc chi tài đại khí thô, mục hùng cầm bá đạo hào phóng, tặng lễ lớn như vậy thật phù hợp với họ. Nhưng họ yến nhìn, trong đời nàng, hẳn sẽ không mang bộ trang sức này ra ngoài. Nếu mang ra ngoài, chẳng khác gì đeo ngân phiếu lên đầu, chẳng phải mời người đến cướp sao. Thật là quá rêu rao. Nàng tiếp tục mở ra, thấy một vò rượu nhỏ, là do hoa du tiên và thải liên ở thành kim lăng tặng là bích phương rượu họ từng thưởng thức. Vỏ bích phương rượu này đã được ủ 7 năm, nếu không có lần đại hỷ của tiêu giác và hỏa yến, hoa du tiên sẽ không nỡ lấy ra. Hỏa yến để vỏ bích phương rượu bên cạnh, nghe thấy thanh mai gọi. Thiếu phu nhân, xem cái này. Hỏa yến nghiêng người nhìn, liền sững sờ một chút, đó là một bức thêu dài, toàn bộ chiều cao nửa người, trên thêu cảnh hoa sen, đôi uyên ương. Công thêu rất đều đặn, sắc màu hoa mỹ rực rỡ một bức thêu như vậy thêu xong cũng không dễ dàng cần nhiều thợ thiêu cùng làm ngày đêm cũng phải hơn tháng mới xong cuộn thiêu này còn có một phong thư bên cạnh hỏa yến mở ra xem thì ra bức thiêu này từ nhuận đô gửi tới cảnh hoa sen và đôi uyên ương là do những nữ tù binh được hỏa yến cứu từ tay lý khung thiêu nhuận đô vừa qua trận chiến trong thành tiêu điều chi huyện triệu thế minh tìm sợi tơ mời những nữ nhân kia thêu làm quà đính hôn cho tiêu giác và hỏa yến xem ra những nữ nhân kia cũng sống không tệ lắm hỏa yến cũng mừng cho các nàng thu thư lại dặn thanh mai mang những món quà đã chọn vào phòng mình rồi mới đứng dậy đi đến bên tiêu giác tiêu giác đợi nàng đến gần nhướng mày đã thỏa mãn hỏa yến lắc đầu chỗ nào không hài lòng tiêu đô đốc ai cũng tặng quà còn anh sao không tặng ta hỏa yến cố ý nói nàng vốn chỉ thuận miệng đùa không ngờ tiêu giác không nhanh không chậm nói Sao em biết ta không có hạ lễ?" Hỏa Yến sững sờ dò hỏi, "Anh thật sự chuẩn bị hạ lễ?" Tiêu Giác ôm ngực nhìn nàng. Hỏa Yến ngẩn người, "Anh không phải đã đưa sính lễ sao? Còn tặng bảo vật gia truyền Hắc Ngọc, vẫn chưa đủ, còn phải tặng gì nữa?" Trong lòng nàng có chút hoảng, chẳng lẽ đời này danh hiệu Hồng Nhan Hỏa Thủy thật sự muốn đeo lên đầu nàng, không bỏ xuống được. "Trời đất ơi, nàng có thể làm gì đây?" Tiêu Giác thấy nàng như vậy, mỉm cười, đi về hướng kia. Hỏa Yến vội vàng theo sau. Tiêu giác, rốt cuộc anh muốn tặng ta gì? Đi một lúc, nàng vấp phải thứ gì, cúi đầu nhìn, thấy một con chó vàng đang cắn hoa trâu trên giày nàng. Nhị Mao. Trước đó đêm tối giò thám hòa phủ xong, Hỏa Yến đã tạm thời giao nhị Mao cho tiêu giác. Không ngờ hôm nay nhị Mao ở tiêu gia chưa lâu, đã tròn lên một vòng, trên đầu buộc dây đỏ, trông vui vẻ, khác hẳn trước, Hỏa Yến suýt không nhận ra. Nhị Mao thấy Hỏa Yến cúi đầu nhìn, Hương phấn kêu hai tiếng, nhưng không có âm thanh. Lại lao vào sân lăn lộn, cắn đuôi quay vòng. Hỏa Yến im lặng nhìn một lúc, con chó này thật xem mình như người nhà, nhanh chóng quen thuộc, rõ ràng sống ở đây rất hài lòng. Nghĩ đến không lâu nữa, nó có thể sánh ngang với con heo. Chè trôi nước, cha và em trai em ở nhà mới đã tìm được. Tiêu giáp nói, Hỏa Yến quay đầu. Lâm song hạc không nói cần vài ngày nữa sao. Hắn rất bận, đâu lo giúp em được. Tiêu giác thản nhiên nói. Ta đã cho người giúp chuyển nhà, nên hai ngày nữa có thể vào ở. Sao, nhanh vậy, ở đâu, cách tiêu ra một con đường. Hỏa Yến chụp lấy tay áo hắn. Khoan đã, anh nói, cách tiêu ra một con đường. Tiêu giác nhìn nàng. Không thích sao, không phải không thích, chỉ là. Hỏa Yến đầu óc nhất thời dối bời. Cách tiêu ra gần, em có thể về bất cứ lúc nào, cha và Vân Sinh muốn thăm em cũng rất thuận tiện. Tiêu giác nhíu mày em dường như không hài lòng hỏa yến nhìn anh nhất thời không nói gì cô gái đã lấy chồng thường xuyên về nhà mẹ đẻ sẽ bị người ngoài nói xấu kiếp trước khi nàng về hứa ra từ khi xuất giá đến khi chết tổng cộng chỉ về nhà một lần vào ngày lại mặt nhưng kiếp trước nàng cũng không có lý do gì để trở về nhưng hỏa yến không ngờ tiêu giác lại dứt khoát mua nhà đối diện tiêu ra nếu chuyện này lan ra ngoài không biết người ta sẽ nói gì về anh những người hay bàn tán có thể đổ hết lỗi lên hỏa yến rằng nàng không hiểu quy củ làm xấu mặt gia đình nhưng hỏa yến không hề tức giận chút nào thậm chí còn rất vui nếu em không thích ta rất thích nàng nói giòn tan nhưng biểu cảm của em không giống vậy tiêu giác có chút nghi ngờ nhìn nàng hỏa yến nắm lấy tay áo anh kéo cánh tay anh tiêu giác ta rất cảm động anh đã chăm sóc cha em trai ta thậm chí cả con chó của ta rất tốt chẳng lẽ ông trời thấy ta kiếp trước quá khổ, nên kiếp này đưa anh đến bên cạnh ta. Tiêu giác im lặng một lúc, nói. Vậy chỉ cần chăm sóc chó của em cũng đủ để em cảm động sao? Không phải chỉ vậy. Hỏa Yến nhìn nhị ma vui đùa trong sân, trong lòng cảm thấy bùi ngùi. Nhưng trước đây ta cũng không ngờ anh lại là người tốt như vậy. Lời đồn đại nhiều không thể tin, cái gọi là bất cận nhân tình, tâm địa độc ác, đều là nghe nhầm đồn bậy. Kiếp trước nàng cẩn thận làm vợ, người ta đều nói nàng phải làm hiếu nữ, vợ hiền, mẹ tốt. Phải thanh nhàn, trinh tính, dự tiết, đoan trang, không làm gì hồ thẹn, động tĩnh có pháp. Phải kính cẩn, nhu hòa, không ghen, biết tha thứ, thân trọng nghĩa, hiền trí ngoan ngoãn dịu dàng. Nàng không biết ai là người đầu tiên đặt lên những gông xiềng này cho nữ tử, nhưng những chuẩn mực phụ dung phụ đức này có lẽ đã truyền qua trăm ngàn năm, đến mức mọi người đều cho rằng đó là đương nhiên. Ai cũng đều như vậy nhưng tiêu giác từ đầu đã mở những gông xiềng đó ra nàng vốn không biết làm vợ còn có thể tự do tự tại thoải mái như vậy tiêu giác đứng thẳng nghe vậy tay kia nắm lấy tay hỏa yến đang nắm tay anh dùng lòng bàn tay mình che lên mười ngón tay đan sen ngay lập tức như những bông tuyết ngừng trong lòng nhanh chóng lướt qua để lại cảm giác ngứa như chuồn chuồn lướt nước không cần cảm động hắn thản nhiên nói dù sao khi em không vui Phu quân em sẽ còn dùng kỹ nghệ của mình để làm em vui. Hỏa Yến, trong mắt chỉ có một mình em, độc sủng em một người. Hỏa Yến, nàng lúc này xác định, Tiêu Giác quả nhiên là hiền xương quán đệ nhất, chỉ nói một lần tại Tế Dương, chính nàng đều quên, Tiêu Giác lại nhớ rõ từng chữ. Nàng nắm ngược lại tay Tiêu Giác, như muốn cùng hắn nắm tay mãi mãi, cười tươi đáp. Không còn cách nào, liệt nữ cũng sợ kẻ đeo bám. Chương 250, Ác niệm mùa xuân mới này ở kinh thành với nhà họ tiêu là niềm vui nhân đôi nhưng với một số người thì như là rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương trong phủ thái tử nhiễm duyên ngồi trong thư phòng khuôn mặt đầy vẻ lo lắng sau khi từ kính phủ bị ngã ngựa dù có một số từ đảng đến nhờ cậy sở chiêu nhưng văn tuyên đế quyết liệt thanh trừng khiến hắn mất đi không ít nhân lực trong nhiều năm hắn không có tài năng xuất sắc chủ yếu dựa vào nhà mẹ đẻ của hoàng hậu trương và mạng lưới của từ tướng để tạm thời giữ vững vị trí thái tử dù chính hắn quyết định bỏ xe giữ tướng nhưng sau khi quyết định xong nhiễm duyên lại có chút hối hận gần đây nhiễm Sóc rất chăm chỉ xuất hiện trước mặt văn tuyên đế và cũng bắt đầu tham gia vào các sự vụ lớn nhỏ trong triều đình hoàng hậu trương dặn dò hắn rằng vào lúc này càng không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu hắn tới gần từ kính phủ e rằng văn tuyên đế sẽ càng không thích hắn Trước khi danh tiếng được cải thiện, tốt nhất nên an phận thủ thường trong phủ. Nhiễm duyên ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng càng lo lắng hơn. Nếu lão tứ lợi dụng lúc hắn vắng mặt mà bày tỏ những lời xảo môn trước mặt văn tuyên đế. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Bây giờ, thế lực của tiêu hoài cần ngày càng mạnh, làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Đang suy nghĩ, người hầu bên ngoài báo. Điện hạ, bên ngoài có người xin gặp. Nhiễm duyên nói. Cho vào người tới mặc quần áo của hạ nhân, thoạt nhìn rất không đáng chú ý, nhưng khi ngừng đầu lên, vẫn có thể nhận ra khuôn mặt có chút khác biệt. Đây là một người ô thác. Điện hạ, nô tài phụng mệnh của đại nhân Mã Ninh Bố, đến truyền lời cho điện hạ. Mã Ninh Bố. Nghiễm duyên hít mắt, ra hiệu cho những người khác trong điện lui ra, rồi mới nhìn về phía người này. Đại nhân sứ giả của các ngươi còn sống sao? Sau sự kiện thiên tinh, văn tuyên đế đã cho người giam lòng tất cả sứ giả của ô thác, đến giờ vẫn chưa nói sẽ xử lý thế nào. Nhiễm Duyên từng cố gắng truyền lời cho Mã Ninh Bố, nhưng bị canh gác quá nghiêm ngặt, không tìm được cơ hội. Không ngờ bây giờ chính Mã Ninh Bố lại tự tới. Như sợ Nhiễm Duyên không tin mình, người này tiến lên, cho Nhiễm Duyên thấy con dấu trong tay áo. Nếu người muốn ta cứu đại nhân của các ngươi ra, thì trở về đi. Nhiễm Duyên không kiên nhẫn nói. Phụ Hoàng đang rất giận, ta không muốn thêm dầu vào lửa. Điện hạ những ngày này chưa vào chiều, e rằng không biết, tứ hoàng tử gần đây rất được bệ hạ sủng ái, trong chiều cũng có nhiều thần tử ủng hộ. Không nói lời này còn tốt, nói ra khiến sắc mặt nhiễm duyên càng khó coi, hắn cười lạnh nói. Ta chẳng lẽ không biết sao, Lan Quý Phi ngày nào cũng hầu bệnh. Hạ nhân nói nhỏ. Đại nhân mã ninh bố muốn nô tài hỏi điện hạ, chẳng lẽ ngồi chờ chết như vậy sao? Ba. Một tiếng, thái tử đập mạnh chén trà trước mặt vào tường. Ngươi im miệng lửa giận trong lòng hắn bùng lên, văn tuyên đế khăng khăng sủng ái Lan Quý Phi, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhiễm duyên hiểu rõ rằng, nếu mình không phải là trường tử, nếu văn tuyên đế không phải e ngại lời đàm tiếu của thiên hạ, chắc hẳn đã lập nhiễm sóc làm thái tử từ lâu, bởi vì nhiễm sóc là con của tiện nhân Lan Quý Phi. Điện hạ, cần quyết đoán thì không quyết đoán, ngược lại còn bị hoảng loạn. Nhiễm duyên nhìn về phía người tới. Lời này của ngươi có ý gì? Hạ nhân khiêm tốn cúi đầu. Đại nhân Mã Ninh Bố muốn nô tài truyền lời đến Điện Hạ, Hoàng thượng tuổi đã cao, bây giờ tứ hoàng tử lại dục dịch, nếu không có việc này, vị trí cửa ngũ trí tôn của đại ngụy chắc chắn đã nằm trong tay Điện Hạ. Bây giờ từ tướng đã ngã, tiêu hoài cần lại mạnh mẽ, nếu tiêu hoài cần đầu phục tứ hoàng tử. Lòng nhiễm duyên đập mạnh, đây chính là điều hắn lo lắng nhất. Trước đây tiêu trọng vũ không ưa hắn, thường xuyên gây sự, khó khăn lắm tiêu trọng vũ chết rồi, lại đến lượt con hắn. Nhưng bây giờ tiêu hoài cần thậm chí còn đáng sợ hơn tiêu trọng vũ, từ kính phủ trước đây không thể trừ khử tiêu hoài cần, bây giờ đã trở thành một tai họa. Điện hạ, sao không? Giải quyết dứt khoát, làm càn. Nhiễm duyên quát lên, trong lòng vừa kinh hãi vừa giận. Ngươi dám cả gan nói bậy trước mặt ta. Điện hạ tha mạng. Hạ nhân cúi người xuống. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nhân từ với người khác là tàn nhẫn với mình. Nếu không quyết đoán, sợ sẽ bị tứ hoàng tử lấn hát. Nhưng bây giờ... Hạ nhân giọng như hàm chứa sự mê hoặc. Nếu bệ hạ băng hà, ngài sẽ là thiên tử danh chính ngôn thuận. Thiên tử danh chính ngôn thuận. Nhiễm duyên. Ngươi im miệng. Như mở ra chiếc hộp ma quái mê hoặc lòng người, trước kia chưa từng nghĩ tới, bây giờ bị người khơi lên, không thể kiềm chế được nổi lên trong lòng. Hắn hiểu mã ninh bố muốn nói gì, dù hắn đã từng đấu đá ngầm với nhiễm sóc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết cha. Văn tuyên đế dù cương nhiễm sóc, nhưng đối xử với hắn cũng không tệ. Dù trong hoàng cung xưa nay có nhiều chuyện phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn, nhưng nhiễm duyên cho rằng bản thân không cần phải đi đến mức đó. Văn tuyên đế không có nhiều con trai, đại ngụy lại coi trọng quy củ, chỉ cần đến lúc, văn tuyên đế sẽ tự nhiên truyền ngôi cho hắn. Hoàng hậu trương và nhiễm duyên cũng nghĩ vậy, nhưng năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, sự chờ đợi dường như không có hồi kết, văn tuyên đế dường như đang cố tình tránh né, chờ đợi mà không có được thánh chỉ, chỉ thấy nhiễm sóc dần dần nổi lên. Những năm qua, hắn liên lạc ngầm với người ô thác, chẳng phải vì trong lòng ngày càng cảm thấy bất lực sao. Nếu văn tuyên đế làm theo từng bước, hắn đâu đến mức này. Đến mức bây giờ, bản thân bị ràng buộc nhiều chỗ, trong cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, bất giác để người khác chiếm lợi thế, rơi vào thế hạ phong. Nếu để nhiễm sóc tiếp tục như vậy, trong lòng hắn dấy lên áp niệm, tha rằng đã lao thì phải theo lao hạ nhân quỳ dạp xuống đất, thấy rõ sự thay đổi trên mặt thái tử, chân thành khuyên nhủ. Điện hạ, nô tài đã truyền hết lời của đại nhân. Điện hạ không ngại suy nghĩ kỹ, nếu muốn ngồi lên vị trí kia, bây giờ làm gì cũng đáng giá. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, ai mà không trải qua đổ máu. Điện hạ, xin nghĩ lại. Nhiễm duyên bị mấy câu nói của hắn châm ngòi, lòng không yên, quát mắng. Được, ta đã biết, cút ra ngoài hạ nhân lặng lẽ lui ra ngoài như khi tới. Nhiễm duyên nhìn mảnh vỡ chén trà tung tóe đầy đất, trong mắt dần hiện lên tia u ám. Một lúc lâu sau, hắn như bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi điện. Sau khi nhiễm duyên rời đi, tỷ nữ phủ thái tử tới dọn dẹp tàn tích trên đất, một tiểu tỷ xinh đẹp từ sau bước ra, cười nhẹ nói. Để ta làm là được, ứng hương cô nương. Tỷ nữ không dám tranh với nàng, ai cũng biết bây giờ trong phủ thái tử, người được sủng ái nhất chính là tiểu tỷ tên ứng hương này. Thái tử từng vì nàng mà cãi nhau với thái tử phi, nhưng ứng hương tính tình mềm mại, chưa bao giờ tỏ vẻ kiêu căng, còn hòa thuận với các tiểu tỷ khác. Ứng hương quỳ nửa người, nhẹ nhàng nhặt mảnh vỡ trên đất, thần sắc vẫn ôn hòa như trước, hàng mi dài rủ xuống che giấu sự háo hức khác thường trong mắt. Mã ninh bố lại dám xúi dục thái tử thí quân, lúc này cũng không phải thời điểm tốt. Ban đêm ở sở ra, yên tĩnh đến lạ thường từ khi từ tướng bị ngã ngựa, trước đây mọi người e ngại sở chiêu, con trai trưởng của nhà họ sở, dần dần trở nên kiêu ngạo. Sở chiêu không còn từ kính phủ làm chỗ dựa, dù hiện tại vẫn còn làm quan, nhưng ai biết được bao lâu nữa. Có thể một ngày nào đó, văn tuyên đế đem oán khí với từ kính phủ chút lên sở chiêu, không ai có thể chắc chắn. Phu nhân của sở chiêu thấy hắn, thỉnh thoảng cũng châm chọc vài câu. Còn về sở lâm phong, hầu như không gặp sở chiêu, trước đây từng thân thiện quan tâm, giờ như hai người xa lạ. Sở Chiêu tự ngã nhưng không để những việc này ảnh hưởng đến mình, vẫn như thường lệ, mỗi ngày làm những việc cần làm. Vết thương trước ngực hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ở trong phủ dưỡng bệnh, hiếm khi gặp đồng sự, khéo léo tránh khỏi giai đoạn nguy hiểm này. Tâm Phúc bước tới, lấy từ trong ngực ra một bức thư và trình lên. "Tứ công tử, cô nương ứng hương lại gửi tin tức." Sở Chiêu nhận thư, mở ra xem, lúc đầu không có gì nhưng khi đọc đến cuối, sắc mặt hắn thay đổi. Một lát sau, hắn vứt tờ thư vào lò và đốt cháy, ngón tay nhẹ nhàng day lên chán, trông có vẻ rất đau đầu. Tứ công tử. Tâm Phúc thận trọng hỏi, sở chiêu khoát tay áo, không nói gì. Hắn thật sự không ngờ rằng nhiễm duyên lại lo lắng đến mức đó, cũng không ngờ rằng mã ninh bố vẫn không quên châm ngòi ngay cả vào thời điểm cuối cùng. Nếu nhiễm duyên có chút đầu óc, đã không bị người của ô thác sát mũi. Đáng tiếc, những năm qua, giống như văn tuyên đế ỷ lại vào từ kính phủ, nhiễm duyên cũng đã quen giao mọi việc cho từ kính phủ quản lý. khi từ kính phủ giao động, hắn liền mất phương hướng. tứ công tử tâm phúc nhìn sắc mặt hắn, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không kìm được nói: tứ công tử đã có tài năng lớn, bây giờ tướng ra không còn, thái tử điện hạ lại hành động thiếu suy nghĩ, tư hoàng tử hiểu biết nhưng giấu tài, thế cục triều đình bây giờ không như xưa chim khôn chọn cây mà đậu, thái tử điện hạ vô năng, sao công tử không theo tứ hoàng tử. Lời này thật là đại nghịch bất đảo, nhưng sở chiêu luôn đối xử tốt với hạ nhân, vì vậy, bọn thuộc hạ cũng gan dạ hơn tâm phúc một chút. Nghe vậy, sở chiêu buông tay, nhìn về ngọn đèn trên bàn. Ngọn lửa trong đèn bị gió lạnh thổi qua khe cửa sổ làm rung nhẹ, hắn nói. Nếu không có lời của tiêu hoài cẩn, đương nhiên là được, nhưng bây giờ, dù có nhìn vào phần của tiêu hoài cẩn, tứ hoàng tử cũng sẽ không dùng ta. Dù còn dư đảng của từ kính phủ, có đi quy hàng thì cũng không bằng tiêu giác. Hiện tại, nhiễm sóc cần lực lượng của tiêu hoài cần, và vì mối quan hệ không đội trời chung giữa tiêu trọng vũ và từ kính phủ, nhiễm sóc sẽ không bao giờ bỏ tiêu hoài cần để chọn ta. Không phải ta muốn đi con đường đen tối. Sở chiêu mắt lời hắn. Mà là ta, từ trước đến nay không có con đường thứ hai để đi. Có lẽ điều này đã định sẵn từ nhiều năm trước khi hắn lần đầu tiên gặp từ kính phủ và quỳ trước cửa nhà ông ta. Vậy thì tứ công tử, bây giờ nên làm gì? Ta cần phải đến phủ thái tử một chuyến. Hắn khẽ nhíu mày, biểu lộ chút vẻ bất mãn. Mặc dù bây giờ xem ra, lời nói của mã ninh bố có thể đã khiến thái tử này sinh ý khác, nhưng lời của hắn chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng đã cùng thuyền, nếu thái tử gặp chuyện, hắn cũng không thể yên ổn. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Trong cung không ninh, Trương Hoàng hậu lặng lẽ ngồi trên giường mềm, nhắm mắt nghe nhạc công đàn. Tiếng đàn du dương yên bình, có thể làm dịu đi nỗi lòng khô khan. Từ khi từ kính phủ gặp chuyện, nàng thường xuyên mất ngủ vào ban đêm, mỗi ngày chỉ ngủ được rất ít. Mỗi khi chợp mắt, mí mắt nàng lại giật liên tục, như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Thân thể văn tuyên đế ngày càng yếu, thường xuyên không lên chiều, lâm thanh đảm đến khám nhiều lần, chỉ nói rằng cần dưỡng sức sẽ khỏe lại, nhưng Trương Hoàng hậu trong lòng luôn cảm thấy không phải như vậy. Nàng cũng cảm thấy lo lắng trong lòng, ngược lại, chuyện của từ tướng là điều mọi người không ngờ tới. Dù trong lòng ai cũng biết, giữa từ kính phủ và tiêu giác sẽ có một trận chiến. Nhưng không ai nghĩ rằng tiêu giác vừa dùng binh trên chiến trường biên cương, vừa dùng mưu kế trong chiều, liên tục đưa ra chứng cứ, thẳng tay đẩy đối thủ vào ngục. Chuyện của từ kính phủ liệu có liên lụy đến nhiễm duyên hay không, Trương Hoàng hậu cũng không thể đoán trước đối với trượng phu là văn tuyên đế, trương hoàng hậu đôi khi cảm thấy mình hiểu ông rõ ràng, nhưng đôi khi lại cảm thấy như chưa bao giờ thực sự hiểu ông. Khi còn là thái tử, văn tuyên đế chỉ ỷ vào mình là con đích tôn của tiên hoàng mà lên kế vị, trương hoàng hậu, con gái thừa tướng, trước khi gà cũng từng có nhiều ảo tưởng về phu quân của mình. Nhưng khi trở thành thái tử phi, nàng mới phát hiện phu quân của mình chỉ là một người say mê thi từ ca phú, tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Không có chí hướng, không chính trực, càng không có uy quyền thiên sinh của hoàng gia. Nếu bỏ đi thân phận, hắn cũng không khác gì những người đàn ông bình thường trên phố. Trương Hoàng hậu là một người phụ nữ có giá tâm, nhưng giá tâm của nàng luôn được thỏa mãn quá dễ dàng. Vì trưởng phu quá nỗi bình thường, nàng thậm chí mất hứng thú trong việc ghen tuông trong hậu cung. Như Văn Tuyên đế sống một cuộc đời bình thản, nàng chỉ cần con trai nhiễm duyên ngồi lên hoàng vị, nàng sẽ trở thành thái hậu, từ một vị trí trí tôn này sang một vị trí trí tôn khác. Trương Hoàng hậu luôn nghĩ như vậy cho đến khi Lan Quý Phi xuất hiện. Văn tuyên đế cực kỳ sủng ái Lan Quý Phi, lúc đầu, Trương Hoàng hậu không để ý, vì hàng năm trong cung có rất nhiều người đẹp mới, nàng cũng không đáng để so đo. Nhưng sự sủng ái của văn tuyên đế dành cho Lan Quý Phi lại mang thêm vài phần chân thật. Điều này thật khó chịu, nhất là khi Lan Quý Phi cũng sinh hạ một hoàng tử. Những năm qua, Trương Hoàng hậu đã nhiều lần cố gắng diệt trừ mẹ con Lan Quý Phi, nhưng người phụ nữ này nhìn bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, lại rất xảo quyệt, mỗi lần đều thoát nạn. Nhiễm sóc cũng bình an trưởng thành, nếu không phải nhiễm sóc biết điều, luôn tránh thái tử, trương hoàng hậu cũng không từ bỏ ý định. Chỉ cần không lay động được địa vị của nhiễm duyên, để mẹ con họ sống thêm một thời gian cũng không sao. Nàng nghĩ như vậy, nhưng sự cân bằng mong manh này đã bị phá vỡ khi từ kính phủ chết. Trương Hoàng hậu cảm thấy mùi nguy hiểm, tiếng đàn đột ngột ngừng lại, có cung nữ báo. Nương nương, thái tử điện hạ đến. Trương Hoàng hậu mở mắt ra, nhiễm duyên từ ngoài bước vào. Tất cả lui ra. Nàng khua tay nói, nhạc công cùng cung nữ lui ra. Trương Hoàng hậu nhìn nhiễm duyên tiến gần, không tìm được mạo oán giận. Không phải ngươi đã nói, mấy ngày này không được vào cung, để tránh thị phi sao. Ngươi lại tốt, sợ còn chưa đủ loạn, chạy đến chỗ ta làm gì. Mẫu hậu. Nhiễm duyên lo lắng nhìn nàng. Ngài không cho nhi thần vào cung, làm sao nhi thần biết, bây giờ trong cung đều nhanh chóng thuộc về nhiễm sóc. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai nói cho ngươi? Trương Hoàng hậu ngồi thẳng người, thần sắc khẩn trương. Ngài đừng quan tâm ai nói cho ta biết. Nhiễm duyên hỏi. Phụ hoàng có phải thân thể không tốt không? Mẫu hậu, phụ hoàng chẳng lẽ chưa từng tiết lộ chút nào về người kế vì sao? Nhi thần nghe nói nhiễm sóc ngày ngày đều đến trước giường phụ hoàng nói chuyện, ai biết hắn xảo ngôn thế nào? Hắn oán hận nói. Nếu hắn dỗ đến phụ hoàng chóng váng, ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Im miệng, Trương Hoàng hậu lạnh lùng quát, nhìn quanh một chút, thấy không có hạ nhân nào, mới thoáng thở phào, giận dữ nói. Ngươi không che đậy miệng thì thôi, không biết trong cung có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Mẫu hậu, Nhiễm duyên thất vọng nói, ta thấy tiện nhân Lan Quý phi đã không chờ nổi để động thủ, chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Nhắc đến Lan Quý phi, sắc mặt Trương Hoàng hậu cũng khó coi. Nàng một đời tự phụ, tự nhận trong hậu cung không ai là đối thủ dù văn tuyên đế sủng ái lan quý phi những năm qua lan quý phi vẫn phải cục đuôi trước mặt nàng nhưng gần đây tình huống phá vỡ suy nghĩ trước kia của nàng người phụ nữ đó người phụ nữ đó không phải không tranh giành mà là toan tính rất lớn những năm qua trước mặt nàng giả vờ ngoan ngoãn đến thời điểm thích hợp liền lộ diện bản chất thật sự buồn cười là nàng bị lừa dối thấy sắc mặt trương hoàng hậu thay đổi Nghiễm Duyên lo lắng liếm môi, đột nhiên tiến gần nói. Mẫu hậu, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Trương Hoàng hậu lấy lại tinh thần, nhìn hắn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Bây giờ từ kính phủ chết rồi, phụ hoàng chắc chắn chán ghét mà vứt bỏ ta, thêm vào đó tiện nhân Lan Quý Phi không biết nói gì trước mặt phụ hoàng. Theo đà này, phụ hoàng nhất định sẽ lập nghiễm sóc làm người kế vị. Ta không thể để chuyện này xảy ra. Ngươi nghĩ, chỉ cần phụ hoàng hiện tại không còn ánh mắt nhiễm duyên lóe lên vẻ điên cuồng. Hoàng vị vốn nên là của ta. Trương Hoàng hậu vô thức bưng miệng hắn. Ngươi biết mình đang nói gì không? Ta đương nhiên biết rõ. Nhiễm duyên thấp giọng nói. Mẫu hậu, ngươi suy nghĩ một chút, nếu để nhiễm sóc làm hoàng đế, ta sẽ ra sao? Mẫu hậu ngươi sẽ ra sao? Nếu phụ hoàng thật lòng có ta, sớm đã truyền hoàng vị cho ta. Hắn đã vô tình với ta, đừng trách ta vô nghĩa. Cùng lắm thì, sau này ta làm hoàng đế, mỗi năm cho hắn nhiều hơn vài nén nhang. Trương Hoàng hậu vừa sợ vừa giận, nhưng chưa kịp nói gì, nhiễm duyên đã quỳ gối trước mặt nàng khẩn cầu. Mẫu hậu, cầu xin ngài cứu nhi thần, giúp nhi thần đạt được đại nghiệp. Nàng sắc mặt bất định, nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau mới thở dài, nói. Ngươi để ta suy nghĩ lại một chút. Nhưng ánh mắt đó, rõ ràng là sự thỏa hiệp. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn